Xin chào, câu hỏi đầu tiên là: thưa thầy, Đức Phật dạy tất cả những gì có hình tướng nơi thế giới này đều là hư dối. Vậy hoa tiêu mà Đức Phật làm ra có phải là hình tướng hư dối hay không ạ? Cái đó không phải là hình tướng, đó là cái biểu tượng để mình đi theo. Hình tướng gọi là thấy hình này hình kia mới gọi là hình tướng. Chứ bây giờ ông Phật dẫn mà mình trung ấm thân mình bằng điện, mà ổng bằng điện, bây giờ phân thân vô bằng điện từ quang, ông không dám phân thân vô được đâu, mà chỉ ông làm qua tiêu mượn cái điện từ dương ở trong trái đất này để mà dẫn mình đi. Cái đó không phải hình tướng, đó là phương tiện để ta dẫn mình về vào trung tâm vận hành luân hồi, chứ không phải là hình tướng. Hình tướng có nghĩa là thấy hình thánh này Phật kia mới gọi là hình tướng. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, câu tiếp theo là: xin thầy giải hết cho con bốn câu kệ của thiền gia Chánh Huệ Phong có ghi rằng là: mong rằng ai có duyên cao vượt qua hàng rào cửa hải chiều âm, phải nên nghiên cứu âm thầm, không để bị lầm của bọn quỷ ma. Cái câu này nó chỉ kết thúc là cái câu số 4 thôi. Tất nhiên là Chánh Huệ Phong sợ mình lầm cái vấn đề mà có hình tướng đó. Vì tới đất này thì mình phải hiểu thế này nè: về tâm linh là vị thần, mà vị thần thành lập cái tâm linh sau khi trái đất ổn định được 3.000 năm khi bị hủy diệt. Sau 7.000 năm, một vị toàn năng toàn giác ra đời để dạy đạo Phật Thiền Tông và năm pháp môn nữa. Vì thế mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì những cái tâm linh kia người ta không xài, mà ta xài cái đám thánh ra đằng sau này thế lập tôn giáo. Sợ nhất cái này, ông Chánh Huệ Phong muốn nói ý cái này nè. Có nghĩa là sau Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì hoàn toàn tất cả đều là mình phải coi chừng những cái gì tâm linh sau Đức Phật Thích Ca sẽ coi chừng, kể cả cái chùa của Đức Phật Thích Ca dạy cũng coi chừng, vì Đức Phật không còn quản lý cái này nữa. Thì ông về Phật giới, về sau trái đất này năm loài sống chung, loài thần không xen vào, về sau này loài thần không xen vào tâm linh nữa, mà chỉ cái loài thánh mới xen vào thôi. Mình chú ý cái loài thánh này, ông Chánh Huệ Phong muốn nói này. Bởi vì đừng để lầm của bọn quỷ ma là cái gì. Thánh này lại ông muốn nói rõ vậy đó, nhưng mà mình có không biết gì, mà đây ta nói là đừng có lầm những vị này. Nó cái câu này tuy là bốn câu nhưng mà kết thúc sử dụng hai câu này, hay một câu chót này thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo là: xin bác giúp giùm con là: trước khi mà con tu Thiền Tông á, thì trí nhớ con rất tốt, nhưng mà từ khi mà tu Thiền Tông đến nay á, con càng ngày con càng trí nhớ nó không còn nhớ nhiều như ngày xưa. Như vậy là con bị hiện tượng nó như thế nào? Ngày xưa vật lý á, cái thân tứ đại mình là gọi là nó hình thành ra cái tánh người gọi là tánh vật lý. Nó hình thành bằng, cấu tạo bằng điện từ âm dương. Vì thế mà mình cứ thu vô hoài thì cái gì cũng nhớ hết. Bây giờ tu Thiền Tông rồi tập không có nhớ nữa là sao? Nó không vô nữa là thì nó sẽ quên. Nếu mà vị nào tu được cái đó thì rất tốt. Nhưng mà có một điều, nếu không thì làm ơn làm cái gì lập cái biểu đồ cho làm hàng ngày đó. Tại vì mình quên mà. Còn nếu mình đem vô thì phải nhớ, mà nhớ thì mình nên nhớ rằng nó đi trong cái thế giới này, nó không thoát ra được. Vì thế mà quên thì thôi, ngày đó mình làm gì mình lên cái bảng để mình mấy giờ làm gì cho nó nhớ, nó khỏe hơn. Cái này nhớ bằng cái ngoại cảnh, không nhớ bằng cái tánh của mình. Vì tánh của mình mà nhớ thì nó đi theo dòng luân hồi. Cái bản nó đi ra luân hồi kệ đó, nó không ăn thua gì đến mình. Thì cố gắng tập cái này. Khi tu Thiền Tông rồi, phải tập nhớ làm cái biểu đồ sinh hoạt hàng ngày. Làm bất cứ việc gì nó cũng phải có cái biểu đồ hết.
Rồi con hỏi tiếp. Câu tiếp theo là: người tu thiền tông khi về già lớn tuổi có bị lẫn hay không? Tu thiền tông về già này sáng suốt hoàn toàn, không có lẫn. Chỉ trừ trật ví, tu trật lý mà nhớ này nhớ kia là chắc chắn bị lẫn. Còn này nó sáng suốt, nó nhớ là nó sáng suốt, nó hơi chậm nhưng mà nó sáng suốt, không lầm bất cứ cái gì. Phải chú ý cái phần này. Thiền tông nó có cái yếu điểm này, chứ không phải mà tu thiền tông. Bây giờ tại vì sao cái thiền tông mà nó phổ biến đi ngoài cái chương trình của cái vật lý của đạo Phật, nó phải có cái gì trôi chảy. Bây giờ Đức Phật dạy nè, trái đất này là gọi là đất nhân quả luân hồi cuốn hút theo điện từ âm dương, kết quả theo nhân quả luân hồi vật lý. Mình là như mình tránh cái này. Vì thế mà tất cả những gì, bây giờ tôi nói là chỉ cần suy nghĩ một hành động nhỏ là nó bị có nhân quả rồi. Tréo miệng, cái miệng mà mở giấy Nam Mô hay là giấy gì cũng bị nhân quả rồi. Thì ông Phật cũng bảo là mình có Phật tánh thì tìm Phật tánh, kiến tánh để mình nhớ đợi nó. Nó vậy thì biết, tìm cách thoát ra để đi ra ngoài. Ở trong này không sử dụng Phật tánh được, mà chỉ biết Phật tánh thôi, hoặc là sử dụng trong nháy mắt thôi. Còn muốn sử dụng Phật tánh phải về Phật giới mới sử dụng được. Nó không có, trong này gọi là lực cuốn hút của điện từ âm dương, không sử dụng, sử dụng nó quay. Vì thế mà Phật tánh phải về Phật giới sử dụng thì mới đúng. Mình phải chú ý cái phần này. Rồi con hỏi tiếp. Có một người Phật tử thiền tông chia sẻ với con rằng tự tánh mỗi người chẳng sanh chẳng diệt, không hình không tướng, không thiếu không thừa. Vậy chứ người này chia sẻ như vậy có đúng hay không thưa thầy? Cái Phật tánh nó là tự nhiên như vậy. Bây giờ ông thần cũng dạy bốn câu mà: Phật tánh không xưa cơn nay, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Cái nó là cái tự nhiên như vậy. Mà mình ở thế giới này mình gọi là cái chân như, nó là cái chân thật như vậy thôi. Mình phải tìm cách để mà tại sao cái chân như chân thật này nó không hoạt động được, là vì nó bị thứ nhất nó bị cái quên của người mẹ, rồi thứ hai nó bị cái tánh người nó quay, rồi thứ ba cái nghiệp nó bao lớp, mình làm sao nhớ được. Nhưng giờ may mắn là thiền tông ra đời, Đức Phật để chỉ cái này thì mình trực nhận rồi đó. Bởi vì thịt trực nhận chân tánh ngộ tức thì, mình ngộ rồi mình hiểu thôi, chứ không phải là ngộ thành Phật đó. Mình ngộ mình hiểu mình để đó, rồi mình làm cái gì, cái công thức gì để mà thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi. Đạo Phật thiền tông là chỉ mục đích là muốn chỉ này, muốn phân tích được ba phần: phước đức dương, phước đức âm và công đức. Phải hiểu nguyên tắc ba cái này thì mới tu thiền tông được. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là: xin thầy giải thích cho con pháp quán tứ niệm xứ là như thế nào, mà tại sao thầy Thích Nhật Từ cho rằng tứ niệm xứ là mật tông của Phật là đúng nhất, và chê bai pháp môn tịnh độ và thiền tông? Tứ niệm xứ là bốn thứ. Nếu nói về quá thân người là đất nước gió lửa là gì, mà cái tứ niệm xứ tu là cái đầu tiên. Đức Phật dạy, ý của Đức Phật là tứ khổ, khổ tập diệt đạo. Có nghĩa trái đất này luân chuyển là mang thân về phải khổ, mang không ai mang thân không phải khổ rồi đó. Khổ rồi tập, mình để tập mình tu tập, mình hiểu lần lần cái này, mình biết cái chân thật rồi mình bỏ nó đi. Chứ diệt là bỏ nó, chứ không phải diệt phá bỏ. Bỏ nó đi. Đạo là tìm con đường bắt chánh đạo, con đường đi về Phật giới. Mà trong cái thế giới vật lý chỉ đầu đường về Phật giới, chứ hoàn toàn không chỉ cái lộ trình về Phật giới. Nhớ là tất cả những cái bát chánh đạo thì gọi là chỉ 8 con đường để đi về. Đi về bằng cái gì? 8 phần của con người đó. Con mắt mình cũng về được, lỗ tai mình cũng về được, lời nói mình cũng được, xúc chạm về cũng được, cái hiểu biết mình về cũng được, gọi là bát chánh đạo. Ông Nhật Từ nói đúng ra là nếu mà về đạo vật lý, ổng chỉ biết một phần nhỏ về bát chánh đạo, mà ổng hiểu sai cái bát chánh đạo, hiểu sai cái tứ niệm xứ luôn.
Tứ niệm xứ ở đây là ta chỉ nhớ lại cái thân mình tứ đại là đất nước do cái gì mà bà bị khổ. Tại không hiểu cái quy tắc. Một người nào mà tu theo đạo Phật thì hiểu được công thức cái trái đất này, hiểu quy luật nhân quả trái đất này và hiểu cái tứ khổ trái đất này thì mới mong thoát ra được cái này. Đây là cái phương tiện. Ngày xưa Đức Phật dạy cái câu tứ niệm xứ, nói tứ niệm xứ là ta dạy các ông giống như ngón tay chỉ mặt trăng, mà ông phải nhìn cái mặt trăng, đừng nhìn ngón tay của ta. Nhưng mà ông Nhật Từ ông không hiểu cái này. Ông có, tuy là có bằng tiến sĩ thiệt đó, nhưng mà sự thật căn bản đạo Phật ông là không rõ. Căn bản đạo Phật hoàn toàn không hiểu. Vì thế tôi nói chỗ này nè, tại sao ông Thích Nhật Từ ông nói là Phật Di Lặc 10 tỷ năm nó mới ra đời. Nói chuyện tầm 7 không? 10 tỷ năm mà bây giờ hỏi chứ bây giờ trong kinh Pháp Bảo Đàn Đức Tổ Huệ Năng dạy 28 đời Phật quá khứ. Không lẽ 28 lần cái tỷ 10 tỷ năm rồi làm sao ai ý được? Có nghĩa là trong thời gian ngắn thôi, có nghĩa là 28 là có thể là 28 lần 10.000 năm. Chứ không phải là, tại vì người ta không hiểu cái nguyên tắc này, thành ra ông nói vậy thôi. Vì thế mà ông nói đầu đuôi, nói trước sau trật. Đầu ông nói ông Di Lặc 10 tỷ, rồi chút ông nói 8 tỷ, rồi 5 tỷ. Có một giảng sư ra nói một là một, hai là hai, chứ không cách nào mà nói trước nói sau trật lắc, mà nói không cố định được. Mà đạo Phật á, đạo giác ngộ giải thoát, ai hiểu được giác ngộ này thì mới giảng đạo Phật được. Giải thoát, ai biết cái công thức thì mới nói cái chuyện này, còn không biết thì nó xin lỗi, ngồi ra để kiếm tiền thôi, kiếm danh thôi, chứ làm sao có cái chuyện này. Đạo Phật bây giờ, đạo Phật nó ra đời nó chỉ từ tam giới, rồi bầu hoàng đạo 1, 2, 3, 4, quy luật nhân quả luân hồi từ con người giảng dẫn, ta chỉ rất rõ, không sai một chút nào. Con đường trở về Phật giới nó có cái công thức rõ ràng, chứ không phải nó mơ hồ. Trong thế giới này hoàn toàn là, bởi vì ta giải thích, Đức Phật giải thích từ cái vi trần mà giờ chúng ta nói là nguyên tử, trừ cho đến cái trái đất, rồi càng khôn vũ trụ. Đạo Phật nó dạy rất rõ vậy, chứ đâu phải Đức Phật không dạy mà. Cái đầu tiên ngày xưa đó là Đức Phật dạy tất cả những kinh tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Đây là cái phương tiện dạy cho người nào thích vào cái nào. Ví dụ anh muốn làm thánh thì tu tiểu thừa vô làm thánh A-la-hán. Đấy. Nhưng mà thánh ở đi đâu? Có giải thoát chưa? Người ta làm chữ A-thánh, A-la-hán là giải thoát. Có nghĩa là giải thoát ra cái sự cuốn hút vật lý, nhưng mà con nằm ở trong trái đất này, không chạy ra khỏi. Ta không hiểu cái này. Giải thoát lên trời cũng chưa chắc giải thoát. Lên trời là đi hưởng phước. Còn giải thoát thì đi ra ngoài cái quy luật cái tam giới này. Trong tam giới này sống đâu nó cũng quay hết á. Đó, mình phải thoát ra ngoài cái lực quay của vật lý này thì mới gọi là giải thoát, trở về Phật giới. Và duy nhất chỉ con đường trở về Phật giới thôi. Còn không biết con đường trở về Phật giới thì đương nhiên là tưởng tượng. Vì thế mà có nhiều vị giảng sư, tại sao ông giảng kiểu này, ông giảng thế kia, là vì tại ông hiểu cái công thức. Mà công thức nó nằm đâu? Nó nằm trong quyển giáo lý, chứ không nằm đâu đó. Còn quyền ký chỉ là 60% của giáo lý thôi. Nó ai muốn hiểu về đạo Phật thì phải nắm được cái quyển giáo lý. Mà giáo lý bây giờ làm sao ra đây? Chặn cái quyền ký chặn rồi thì giáo lý làm sao ra? Đạo Phật tinh hoa, cái đạo Phật là cái giáo lý. Mà tinh hoa không, bây giờ người ta chặn rồi sao đây? Ta đóng cửa rồi, rồi biết sao đi đâu? Mà thế giới vật lý này mình làm gì là bằng luật pháp. Đi luật pháp cho thì mới đi, còn không luật pháp không cho thôi. Mình phải hiểu cái thế giới này. Giờ con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là, trong sách có đoạn khi Như Lai nhập Niết Bàn, một ngày sau ông Ma Ha Ca Diếp mới về tới nơi, ông mở nắp kim quang ra để Như Lai truyền thiền lần thứ hai. Vậy chứ tại sao Đức Phật lại khi nhập Niết Bàn rồi mà vẫn truyền thiền cho Ngài Ma Ha Ca Diếp lần thứ hai? Bây giờ một vị toàn năng toàn giác, người ta tự tại. Nói chết là chết, không có chưa chết đâu. Mới đợi ông kia về. Có nghĩa truyền thiền thứ hai là nhắc lại cho ông biết, tôi đã truyền ông lợi nhất, ông còn nhớ không? Trước khi tôi đi,
đi về Phật giới, ông có nhớ không? Thì ông đưa cái giò lên thì ông A Cái Diếp mất ôm hôn ngay cái giò cái Đức Phật, có nghĩa là dạ con nhớ. Rồi ông Phật mới bắt đầu đi luôn đó. Mới nói cái chuyện thiền có nghĩa là cái này là nhắc lại lần thứ hai, tôi giao ông cái nhiệm vụ này, ông có nhớ không? Nó dạ con nhớ. Thì giữa cái chuyện bằng hai ông này ta nói chuyện bằng tâm linh với nhau mình không biết nổi đâu, nhưng mà đây là cái biểu tượng mà Hà Ca Diếp đồng ý nhớ. Bởi vì tại sao hỏi là chứ bây giờ nếu mà bây giờ ông Hà Ca Diếp ở đâu mà con biết không? Khi Như Lai nhập Niết Bàn thì cái điện từ thì nó sẽ bủa, Như Lai sẽ bủa cái thanh tịnh thiền ra, rồi các ông ngồi cũng yên lặng thanh tịnh thì cái làn sóng nó sẽ đi, thì nó tự nhiên nó sáng rực nha. Thì ông kia ông biết rồi, Như Lai nhập cái bàn thì ông mò ông về, vì thế mà nhờ ba bốn vua nước kế bên nó cũng đến để mà dự cái lễ Đức Phật nhập Niết Bàn này. Thì ông về ông nhìn thấy vậy thì tôi bằng cách nào thì ông Phật bảo là ông A Nan Đà đó, ông về thì ông phải mở nắp kim quang cho ông Ma Ca Diếp nhìn ta lần sau cùng, để chi cái đó ông nói. Nhưng mà khi về xong rồi thì ông đưa giò lên, đưa cái chân lên, ông kia nắm hôn, thì đương nhiên là ông hiểu ý rồi. Thì ông chứ nếu mà đưa cái giò lên ông không biết gì, ông cái giò là ông biết à. Cái này là ẩn số mật của thiền tông. Giờ con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: thầy hết giúp con câu xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần là như thế nào? Cái này là mấy ông thế giới vật lý nói. Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo là đây là nói cái gì? Là nói ông mấy ông tiểu thừa. Đầu tiên vì thế mà mấy ông tiểu thừa bị cái câu này mới khai đi khất thực, làm vua bỏ đi xuống, đi ra làm đi xin ăn, chưa không? Cái này là tại vì ông hiểu mà không có hiểu. Vì cái thiền tông này Đức Phật dạy là vì cái từ cái năm 46 mới dạy, 49 dạy đạo ông mà năm 46 mới dạy. Thì đầu tiên thì cũng phải nói về vật lý thôi, nhưng vật lý là nó thành quả. Cầu đạo là cái gì? Cầu cái đạo chánh pháp. Nhưng mà cái chánh pháp lúc đó có dạy không? Đức Phật hoàn toàn không dạy. Mà phải lưu lại 2560 mấy năm mới dạy. Đó. Còn cái kia là cầu đạo. Đạo gì có? A-la-hán cũng là đạo, Đại Thừa, Trung Thừa cũng là đạo, Niệm Phật, Niệm Chú cũng là đạo. Người ta không có hiểu cái này. Đây là những cái văn thư ngày xưa ta nói để ta tìm cái này. Nhưng mà nói đúng ra, nếu mà từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn tới giờ hoàn toàn không ai dạy giải thoát, mà chỉ cúng tụng thôi, hoàn toàn dạy giải thoát. Còn những ông nói là kêu ông nói gương trời cho vua thôi, hoàn toàn không ai dạy nói. Bây giờ điển hình Việt Nam mình giờ mấy chục ngàn ngôi chùa, hỏi chứ có chùa nào dạy giải thoát, chùa nào giống như chùa đấy. Bây giờ ra thiền tông ra đời ở cái chùa nhỏ xíu vậy thì để nói lại thôi, giờ thời gian ngắn rồi thôi dẹp chứ không có, cái chùa đâu có tồn tại lâu đâu. Vì trong thế giới vật lý này cái chùa này không tồn tại được. Nếu tồn tại thì thế giới vật lý phải dẹp. Vì thế mà trong này một cái kia nó hàng triệu thì cái này phải dẹp. Nhưng mà tới ngày là cái tới ngày nào ổng định, ông Phật cũng ấn định, giống như ổng cho phổ biến này ra nó cũng ấn định ngày giờ, dẹp cái này cũng ấn định ngày giờ. Thì cố gắng, nếu mà ai mà cứ cố gắng hiểu được công thức này, còn nếu mà qua cái công thức này rồi thì đi tìm không ai biết. Chỉ trừ trường hợp là bắt đầu tìm lại sách báo cũ ngày xưa thôi, theo đó thôi. Thì rồi cố gắng, thứ nhất những người mà tu theo cái này là nên nhớ là cái lời dặn dò phải nhớ cho kỹ. Thứ nhất những cái công thức mà tu thiền tông phải nhớ cho kỹ, nữa về sau chỉ sống cái này thôi. Cái chùa này không có tồn tại lâu, tôi nói thật. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: luân hồi là luân chuyển được, hồi là trở về chỗ cũ, vậy chứ Phật tánh đầu tiên ở trong Phật giới, nếu theo quy luật luân hồi thì cuối cùng cũng trở về Phật giới.
Con hiểu như vậy thì có đúng hay không thưa Thầy? Mục đích đầu tiên là Phật tánh ở bên Phật giới thì nhỏ quá, thì thấy mấy ông Phật to quá, giờ muốn làm sao kia có cái kim thân Phật to như quý ngài, thì nó muốn vậy vô trong mượn thân người đi, thân người đó mới tạo công đức được. Vô đó tạo công đức về đây thì điện từ quang mới chiếu vào, mới định hình ở ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ ngôi nhà pháp thân tinh tịnh, một kim thân Phật đi ra, rồi tánh Phật ẩn vào đó, mang một kim thân Phật. Nó vậy thôi. Thì nói đúng ra tánh Phật á, nói tánh Phật khinh thường, tinh thường nhân quả, vật lý của trời đất và tam giới này, nên mới nhào vô. Nhào vô rồi sao? Vô thì trưởng dòng tộc cũng có nói rồi, nhưng mà vô thì nhào vô mẹ rồi sao? Mẹ có cái phòng ngủ quên hết. Mẹ có phòng ngủ quên hết. Rồi mở trong phòng ngủ, vừa ngủ là nó quay, rồi cái tánh người nó quay theo 16 thứ ra, 16 thứ không có nhớ cái vụ công trở về Phật giới mà nhớ gì? Nhớ nhà, nhà lầu, xã hội không, chứ đâu có chịu nhớ trở về. Rồi còn đã vậy còn nhớ nữa, nhớ danh nữa, rồi nhớ tiền nữa, rồi nhớ đất, nhớ đai, rồi thăm sao về đó. Rồi thì nó tạo cái nhà cửa đất đai ruộng vườn nó đầy ắp, đó là cái nghiệp của mình. Rồi làm sao mình phải mang nghiệp, mình phải mang. Rồi còn cái chuyện kia không nhớ, rồi đời này đời nọ, cứ mình tính 100 năm một đời đi, rồi biết mang bao nhiêu đời, rồi bao nhiêu lớp, bây giờ sầm nhớ rồi. Giờ thiền tông nó ra đời, nó làm cái bom nổ để chi nó nhớ lại, ai muốn nhớ 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 thôi. Thiền tông ra đời là một cái bom nổ lại để cho nhớ. Hồi đó nhớ không? Nhớ Phật giới vô đi, mượn thân người tạo công đức, nhớ không? Nó không. Tôi nhớ bà Châu Đốc thôi chứ tôi không nhớ. Tôi không nhớ về Phật giới. Rồi sao? Rồi tôi nhớ cái chùa to thôi, tôi nhớ ông thầy giảng hay thôi, chứ tôi đâu có nhớ gì bên kia. Nên giảng hay thì đi kiếm ông thầy, nhớ bà Châu Đốc xuống bà Châu Đốc lại, rồi sao đây? Rồi nhớ cái miễu nào linh thì tới thôi. Khúc chống chịu nhớ mình. Bởi vậy Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà ba anh cùng tử, trời ông già quá mà ông đi xin, ông già quá ông đi lại người ta xin, thấy không? Ông Phật đã cảnh tỉnh mình không hiểu thôi. Thì bây giờ thôi phải chịu, khó lắm. Vô đây quy luật nhân quả luân hồi khó mà mở đó. Nó đã nhuộm mà, nó vô đây có một đời nó quét mình một lần đi, mà 1 triệu đời cho nó quét một triệu lớp, làm sao nhớ. Mà mai là cái bom thiền tông nó nổ, mà nó xé toạt ra được một chút mà cũng chịu ngó à thôi. Nếu không cho là đóng ngửa đi nữa. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Con rất thích xem bóng đá. Khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu, trong lúc xem không tránh khỏi vui mừng và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Vậy con đã dính mắc, nhưng con rất ham muốn tạo công đức, thì con có về được Phật giới hay không? Bóng đá cải lương không thành vấn đề, thế giới vật lý cứ vui chơi không sao. Đây tôi nghe hồi nãy không, là nó buồn đau thành Phật, tay đồ tể thành... Có nghĩa là làm sao mình, cái thiền tông mình phải hiểu rõ thế này nè. Thiền tông khi nào mà ông thần quản lý mình á, ổng sợ mình á, thì ổng thả mình ra, thì mình đi ra, có vậy thôi. Khỏi cần muốn xem bóng đá, bóng chuyền, cái gì không thành vấn đề. Nhưng mà phải tạo công đức. Nhớ cái công đức là làm cho ông thần ổng sợ. Gọi là trong kinh gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Quỷ là ai? Mấy ông cô hồn đó. Thần là cái ông quản lý á. Ông sợ mình, ông thả mình thì muốn đi về. Rồi mình muốn coi bóng đá, bóng đạp, bóng chày gì cũng không thành vấn đề. Đừng có quan tâm. Thế giới vật lý này có gì xài nấy, muốn đi du lịch đâu cũng được. Nhưng mà phải có công đức. Chứ đừng có nói mà đi rồi không có chút công đức, mà khi chết về rồi đi kiếm mấy ông thầy tụng đi về đó. Ông chưa đi, ông chưa đi được mà mình đã nhờ ông sao? Thân ông không chưa lo mà mình nhờ thông ảnh là mình gọi là mê muội á. Phải hiểu. Bởi vì đạo Phật thiền tông tu thì phải sáng suốt, trí tuệ, phân tích cho rõ ràng, chứ đừng có tin mù.
Thiền tông không chấp nhận trên mù. Rồi câu hỏi tiếp. Những loài kiến, muỗi, gián, ruồi, con mọt, vân vân, không thuộc vào sáu loài sống chung trong trái đất này hay sao mà con chưa nghe thầy nói đến một con người tạo nghiệp gì mà được đọa vào những loài côn trùng như thế? Nó là thuộc về súc sanh. Giống như điện mình à, mình đừng có tưởng vô súc sanh là làm trâu bò là mình làm lớn, không phải vậy. Có nghĩa là anh tạo bằng nghiệp điện rồi thì điện nó thấp cái bóng sáng này nó sáng, nó thấp cái đèn led nó cũng phải chịu đèn led vậy, phải không? Cái này do cái nghiệp vào cái loài đó là tự nó phân tự cái nghiệp của người ta. Vì tại sao mà người ta nói là đi vào cái loài thực vật hàng mấy tỷ năm hoặc đi vào động vật cũng vậy, nó từ lớn xuống nhỏ, nó vô đó nó theo quy luật luân hồi của nó, chứ không phải là anh muốn vô đầu tiên anh giết con trâu làm trâu còn lâu, trong con trâu nó còn con gì nữa, con rận con chí nên nó nằm ở dưới, nó đủ hết chứ đâu, rồi phải đi luân hồi. Vì thế mà nếu mà nói về luân hồi của thực vật và động vật khủng khiếp lắm. Vì thế mà Đức Phật chỉ nói căn bản cho mình hiểu thôi, chứ còn đi tìm hiểu chi cho nhiều. Ví dụ hồ điện, bây giờ văn minh rồi mình nói điện à, cái bóng 100W, 10W, 20W rồi có đèn led cái gì, chưa tới 1W rồi sao? Phải nó theo cái dòng nó, cái dòng luân hồi của nó là vậy. Thì đây người ta nói về căn bản lớn thôi, chứ còn có chi ti. Giống như Đức Phật có những cái gì mà Đức Phật nói ra giống như nắm lá trong tay, còn những gì mà nhân quả luân hồi trong này nó giống như rừng, lá trong rừng, không đừng nên tìm hiểu sâu. Mà mình chỉ biết rằng chết làm thực vật mấy tỷ năm, chứ không phải nó chết 2-3 năm trở lại đâu, có chuyện đó đâu. Vô rừng cũng mấy tỷ năm. Mình nên nhớ rằng ông Phật á, Thích Ca là ông chỉ đi lừa gạt người ta có 20 năm thôi, mà ông luân hồi mấy tỷ năm, gần 3 tỷ năm. Đó là nhẹ nhất. Quy luật luân hồi này nó giống như hồn ta đầu thai làm súc sanh rồi, không định ấn định con gì hết. Nên nhớ rằng nó vào trong đó cái nghiệp, vô cái phần, vô cái nghiệp mình đi đâu, tần số nào nó kéo mình vào tần số đó. Chứ không phải nói là đầu thai con mình lớn rồi mình đầu thai con trâu con bò, không phải có vậy đâu. Vô đó nó hết rồi nó còn nữa, nó đi một vòng là mấy tỷ năm chứ không ít đâu. Rồi con hỏi tiếp. Từ khi con theo pháp môn Thiền Tông, dường như công việc buôn bán của con rất ế ẩm. Có phải là do con đang buôn, hay do cái nghiệp nhiều đời trước của con ít phước, hay do loài sống ngoài nhân quả nó phá con? Xin thầy giải thích. Là từ khi con biết pháp môn Thiền Tông, việc buôn bán của con rất ế ẩm, rất ế ẩm. Có phải là do con đang buôn, hay do cái nghiệp nhiều đời trước của con ít phước? Đỡ bị. Tất cả mình là Thiền Tông á, là về thế giới vật lý này mình làm ăn cái gì á, thì do các vị cô hồn nó ủng hộ mình. Mà Thiền Tông nó dương quá mà không dám lời ủng hộ mình. Hơn nữa tu Thiền Tông không có cúng, mới kẹt ở chỗ đó. Không có cúng thì nhà nào kế bên nó dẫn lại. Giờ mình hiểu vì sao vậy? Tu Thiền Tông, bởi vì nó tu Thiền Tông, mình đừng có làm ở chỗ này. Mình tu thì tu, cũng chịu buôn bán là chịu buôn bán. Đừng có xen cái Thiền Tông vô. Thế giới vật lý phải sống bằng vật lý. Cúng cô hồn vẫn cúng cho nó ăn, chứ đừng có bỏ. Chỉ có trừ cúng cái này nè, thì buôn bán vẫn cúng cô hồn à. Còn đừng có đi cúng cô hồn ngoài miếu. Nó đừng cái chỗ đó là mình, cái cô hồn mà nó phụ giúp mình á, thì vẫn cúng cho. Nhưng mà hồi xưa đó mình cúng, mình cầu, mình nói dữ lắm. Bây giờ chỉ cúng thôi, tự nhiên kiểu bằng ăn của tôi là phải làm việc cho tôi thôi. Có vậy thôi. Hồi đó mình làm. Bây giờ thứ Thiền Tông á, nói thật á, là nó đỡ 100% luôn. Hồi xưa mình nghe ai nói gì cũng tin, ai biểu cúng gì cũng cúng, ai biểu lại gì cũng lại. Mà bây giờ mình hiểu rồi thôi, mình bỏ hết cái này. Nhưng mà còn dướng một cái là mình làm ăn thì với ông cô hồn thì mình phải làm ơn, phải làm tròn với cô hồn.
Đó, thì bây giờ thì mình dọn hàng quán rồi mình đưa ra mấy cái bánh gì mình cho ăn thì đâu có sao đâu. Hồi xưa mình cúng, mình khẩn, mình đưa ra là nhiệm vụ không phải làm. Nên nhớ một điều, ăn ăn của Chúa phải múa tối ngày, mình cho người ta ăn thì nó phải tự nhiên ta phải làm. Cái chuyện đó bình thường, mình chuẩn quá lại cái vấn đề cúng chứ không phải là không ấy. Thì người ta cũng là duy nhất chỉ cúng, mình làm ăn là cúng của hồn. Hồi xưa mình không hiểu, rồi cái gì mình cũng cúng, nghe ai nói gì mình cũng làm. Bây giờ mình chỉ hiểu rồi, mình chỉ làm một phần nhỏ mà khi nào mình có liên hệ với người ta thôi, còn liên hệ thôi khỏi cúng. Ví dụ mình đi làm công chức đi, tháng 10 triệu, 7 triệu, cúng cũng nhiều đó, ông cúng cũng nhiều đó. Tụi mình hiểu vậy. Chứ đi lại làm công chức vô trỏng chi đòi lên lương, không lên lương là ăn hối lộ mới lên. Rồi sao? Đó mình hiểu nguyên tắc thiền tông ta chỉ rõ, làm ăn bên ngoài phải lo. Rồi nếu chạy xe tới chỗ đó có ông trận lợi thì đưa bao nhiêu đó mình đưa cho đi, chứ làm sao thoát khỏi cái này. Giờ tu thiền tông không ăn hối lộ mấy ông đó thì còn chạy nổi không? Thế giới vật lý có gì phải làm ở đây. Mình phải hiểu cho đúng vậy. Giờ có hỏi tiếp. Con kinh doanh lúa gạo cũng như các loại đậu, vì không dám sử dụng các loại thuốc để chống mọt, thì khi bán chậm thì các cái mọt đó nó ăn các cái loại hạt, con có sát sinh những loại côn trùng này, vậy thì con tạo công đức con có về được Phật giới hay không? Mấy con mọt á hả? Cái chuyện này, cái chuyện đó ta đừng có chấp với ta mà giết người còn về Phật giới nữa. Mà có mọt ăn tôi gì? Tại anh làm con mọt tôi phải nấu anh, tôi ăn, tôi sống để tôi theo thiền tông chứ. Mà nếu mà tôi không ăn anh không giết anh hả? Bây giờ mình đừng có sai làm theo mấy cái ông tiểu thừa đi cái giò không dám mang dài, không mang dân dép, sợ đạp với con kiến lên chết. Cái giò mình đạp nó cũng chết chứ sao không? Đừng có sai, đừng có, bởi vì thành ra Đức Phật cũng nói khi mà ông dạy rồi đó, những cái gì Như Lai làm đừng có làm theo ổng, chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Ông ôm bắt ông khất thực kia chứ bây giờ đừng có khất thực. Thự đại văn minh làm chuyện nó kỳ cục lắm. Ông đó là khác. Nhưng mà nói thiệt là tại vì người ta không biết, chứ xin lỗi hồi đó Thái tử Tất Đạt Đa đi khất thực thiệt, nhưng mà về nhà ông ăn cơm khác. ăn cơm hoàng gia nấu chứ không phải vậy đâu, chứ không phải ăn cơm phức thực đâu. Mà tại mình không hiểu, cái đây là cái hình thức của ban đầu thôi. Chứ bây giờ để dạy cho người ta rồi mình giờ không biết rồi tự nhiên đấy, ông Phật đi khất thực mình cũng khất thực tầm bậy thôi. thế giới này là gọi là thế giới khoa học vệ sinh hàng đầu. Cái nhà nấu ăn mà để không có đậy cái lồng bàn còn không dám ăn. Rồi còn thì ta cho rồi bóc tay bụi bặm không được. Thế giới khoa học là phải đúng với khoa học. Còn Đức Phật cũng dạy rất khoa học mà tại vì mình không nghe. Rồi bây giờ mấy ngàn năm sau rồi mỗi ông nó bài thêm chút nó sai. Bây giờ Đức Phật dạy giải thoát, đâu phải làm vậy giải thoát. Ông đi xin ăn giải thoát, không có chuyện đó đâu. Cái gì giải thoát là cái gì chứ đâu phải là cái chuyện đó. Đức Phật đâu phải dạy cúng mà giải thoát, đâu phải ngồi thiền mà giải thoát. Nói chuyện giải thoát là mấy ông thánh vừa ngồi thiền, mấy ông thánh tới rồi, ông hiện ra ông Phật rồi dẫn đi rồi, rồi sao giải thoát. Rồi con hỏi tiếp. Người theo pháp môn thiền tông nổi sân thì công đức có bị bôi đen hay không? Nổi sân thì người ta cũng chua về cái chuyện đó. Bây giờ cái nổi sân về nè, thí dụ mình chấp, mình tạo công đức á, mình chấp á, thì nó mới bôi đen. Chứ còn như ngoài việc khác, thí dụ ngoài việc khác đừng có chấp cái công đức thì nó không bôi đen. Ngoài việc khác không đâu có gì. Công đức mình tạo ra mình giết người không bôi đen, mà giết ngoài cái này, giết ngoài cái công, cái quy luật công thức giải thoát này, vậy nó đi riêng, cái nào nó ra cái nấy. Giống như mình có vàng rồi bỏ vô tủ thì ra ngoài mình muốn làm gì làm, chứ đừng có mang cục vàng ra làm cái cướm vàng đánh bé nó đập, không được. Có nghĩa đừng có đụng chạm tới thiền tông thì công đức không sao. Mà nếu
Ở ngoài thế gian này thì gọi là thế gian mà gian, cái ai cũng phải gian hết, chính mình cũng phải gian chứ không phải không. Mình phải hiểu, chứ nếu mình không gian thì sao? Bây giờ ví dụ ai làm ăn buôn bán thì nếu mà nhà nước cho lời 10% có dám không? Hàng lên cũng phải nâng giá thì cũng phải gian nâng giá rồi chứ. Nhưng mà cái đó không thôi, cái thế gian này. Còn cái mà cái công đức này anh muốn tạo được trong sáng, anh muốn về không? Vì nó có ba cái tiêu chí, anh muốn về thiệt không? Anh có công đức thiệt không? Rồi anh có biết đường về thiệt không? Anh không biết anh đi đâu. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc này, chứ đừng có sợ cái kia, đừng có chấp bất cứ gì. Nếu mình mà chấp cái kiểu này là quân Nguyên Mông nó qua, ông Trần Nhân Tông không dám đánh à. Nguyên Mông nó là thôi, từ tu rồi mấy ông làm gì làm, chết rồi, giờ mình còn nước mình không? Đó, mình phải hiểu thế giới này là thế giới vật lý nhân quả. Anh đụng tôi đánh, không đụng thôi. Con mũi cắn tôi phải đập chứ mà không lẽ năn nỉ nó đừng cắn. Không được, làm cái gì phải cho rõ ràng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là sau khi thầy không còn nữa, nếu một người tu thiền tông nào đó được kiến tánh, nhìn thấy được Phật giới, như vậy thì làm sao chúng con xác định được rằng người đó là do vị thần tạo ra? Cái phần này là không nói được. Là vì nhiệm vụ Đức Phật biểu tôi làm tới đây, tôi tới đây cơ rồi. Nếu mà tôi nói nữa thành cô hồn, nói quá khứ về lại. Cái kia là dòng thiền tông đến đây, bà Thảo biểu tôi phổ biến, tôi thổ biến ra vậy thôi. Còn tương lai tôi không nói. Bây giờ tôi có thể nói thế này nè. Đạo Phật có giáo lý, nhưng mà giáo lý bây giờ không ra được. Có vậy thôi. Nếu tất cả những vị ở đây có mặt, người nào có trong tay một quyển giáo lý, khỏi cần đi học ai hết, mà khỏi tu cái gì hết luôn, tự động mình biết làm hết nha. Đó, phải nó nói vậy thôi. Còn chuyện mà tương lai cái dòng thiền như thế nào không biết, nhưng mà đều trong kinh có nói nè, đốc đất rồng chảy khắp thế gian, rồi coi vậy thôi. Nó chảy đầu người nào nắm được, Hà Nội nắm được thì Hà Nội phổ biến ra, Cà Mau nắm được thì Cà Mau phổ biến ra, có vậy thôi. Đây là khi cái tiêu chuẩn của nó là đã hiểu rồi. Chứ còn nếu mà tôi nói ông A ở chỗ đó, giờ tôi đã thành ông Mohammed rồi, biến thành ông cô hồn, cô hồn đón quá khứ gì lại không được. Đừng có nói. Chỉ biết rằng Thiền Tông công bố ra đây ngày 14 tháng 5 2017, rồi sau đó chuẩn hóa giải thích một số phần nào đúng chu đúng phần đó thì quyền ký. Bây giờ thường ký nó đã thắng lại, nó không cho đi, thì tôi chỉ biết vậy thôi. Khi mà quyền ký mở ra thì giáo lý sẽ được đi, còn không thì thôi. Rồi còn chuyện nó chảy đâu chạy kệ đó, mình chỉ biết mình đi, đừng có lo tương lai chi cho nó mệt. Lo cho bà con dòng họ mình là lo thế này, để kinh để sách lại thế hệ sau người ta biết. Thứ nhất là những cái câu hỏi á, nên lưu lại hết lại để chi, để về sau có ai hỏi thì mình biết. Vì tôi cũng có nói là anh em ở trong ban quản trị sẽ lưu lại tất cả những câu hỏi này, nhưng mà trong đó có giữ cái câu hỏi tuyệt mật, chừng nào ai hỏi tôi nói, còn không hỏi thì thôi. Đức Phật đã nói rồi, những cái câu hỏi nào mà có tính cách quan trọng có người hỏi mới nói, còn không hỏi không nói, để cho ông thích, để cho ông A Giặc Đa đó ông nói, thế hệ sau nói. Đó, tôi chỉ tuân thủ như vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Câu tiếp theo là một người bình thường khi sắp mất thân sẽ nhìn thấy sáu cửa, vậy sáu cửa này có phải nằm trên thân tứ đại mà khi thân chung ấm từ từ rời khỏi thể xác mình hay không ạ? Khi mà cái tánh Phật mình mở ra nó nhái ra, mình thấy nó thấy sáu cửa chung hay không, nhưng mà nó tạm thời nó đóng lại, nó nhé lóe sáng thôi. Thế giới giờ đây coi là cố gắng mình thấy được thôi, nó phải lóe. Bây giờ nó quay theo vật lý mà mình không có thể thấy hoài được. Tánh Phật không đem sử dụng trong thế giới này được. Có nhiều người mà đem cái tánh Phật sử dụng thế giới này thì coi chừng,
À, hôm đó cô Hồ cũng nhào vô rồi mình không biết ổng là ai nè. Thật không có xài. Thế giới này gọi là giống như thế giới bụi bặm. Mình làm gì phải chú ý tới cái bụi bặm. Bụi bặm nó làm cho hư này hư kia. À, thành ra mình đừng có, bây giờ mình nên nhớ rằng tu thiền tông thì phải cố gắng tạo công đức rồi mình hiểu được căn bản thôi. Còn thế giới này, thế giới gì mình có gì làm đấy. Đừng có ngồi đó mà tụng kinh gõ mõ hoặc đi xin này kia, đừng làm gì đó. Thế giới này đừng có làm vậy. Bây giờ đạo Phật thiền tông ra đời, người ta chỉ rõ từng chi tiết rồi, mình cố gắng cái này. Cái gì không hiểu thì hỏi người ta chỉ cho. Chứ để mà khi mà không còn phổ biến nữa thì hỏi ai đây? Giống như hồi xưa Đức Phật, đệ tử ông nội cái cuốn số 7, đệ tử ông hỏi rất nhiều. Trần Nhân Tông dạy con rất nhiều, mình nào căn cứ. Rồi chùa Thiền Tông Tân Diệu, ông Chánh Huệ Phong, tôi nhớ là ông trả lời khoảng trên 400 câu. À, còn tôi nói luôn trả lời cũng nhái thì ổng cũng mấy trăm câu. Chứ không phải ai đó. Đó thì mình tổng cộng cái nào mà chưa có thì mình viết lại. Mình lưu lại con cháu. Thứ nhất, người nào có cái có kiến thức về văn hóa đó, chép lại. Chép lại bổ túc rồi thành một cái quyển những câu hỏi về đạo Phật Thiền Tông. Để gì? Mình có thể xuất bản ra để giúp cho người khác. À, chứ còn tôi nói thì hỏi này hỏi chung, nhưng mà nó tổng quát, nhưng mà mình viết là mình cô độc, mình hiểu được, mình phân tích. Nếu phân tích mà nếu mà không tích không chắc ăn, đem ra đó tôi kiểm duyệt cho từ câu. À, để cho nó lưu lại cho hậu thế. Chứ thời gian nó phải đi chứ. Bây giờ tôi 81 tuổi rồi, có lắm 1-2 năm đó thôi chứ ngồi nổi hoài sao được. Thời gian rất nhanh. À, mình nên nhớ muốn lưu truyền cho hậu thế thì phải vậy. Muốn tạo công đức bằng cách này, chép hết lại, lưu lại, rồi viết ra. Nếu mình có khả năng văn học thì cứ viết ra. À, để chi? Để cho hậu thế. Nếu mà về sau mà giáo lý không ra thì mình cũng có căn bản mình về Phật giới. Giáo lý nó ra là lại sao, là nó chỉ bằng sự thật. Tất cả những cái gì này nó chữ chi ly. Còn vật những căn bản người ta đã nói rồi. Con đường về Phật giới người ta đã chỉ cho mình, còn cái chuyện căn, còn cái nói hỏi thêm là gì để mình trang bị cho cái kiến thức thôi, chứ không nằm ở trong cái giải thoát. Rồi con hỏi thêm. Câu hỏi tiếp theo là khi thân chung ấm rơi, vậy nó có phải rơi theo chiều đi xuống để đi xuyên qua lòng đất rồi để ra khỏi trái đất hay không ạ? À? Hay nó rơi như thế nào? Mình phải nhớ nè, trái đất nó tròn đi. Cái vòng tròn nó là 40.000 cây số. Mà một trăm mấy, nếu mà 100.000 cây số đó là còn cái lực hút. Tuy phi hành gia nó đi qua lực hút, hút mạnh của trái đất, chứ sự hút nhẹ vào trong cái bầu hoàng đạo nó vẫn còn. Mình phải là đi ra ngoài cái sức hút của trái đất thôi. Trung ấm thân phải rơi ngoài chỗ đó đó. Rồi chừng nào vừa ra khỏi đó thì hoa tiêu dẫn mình vào đó để chi? Để vào mất cái lực sự hút của vật lý âm dương của trái đất thì cái trung ấm thân mới sống được. Còn nếu mà ở đây con người mang thân tứ đại thì cái quy lực sức hút vật lý nó vẫn mà nó ma sát cái bào tử mình đó, thì mình phải ăn đói, nó phải đói. Còn mang cái thân trung ấm thân, cũng cái bao tử của mình nó cũng bằng điện từ âm dương, nó phải ma sát. Vì thế mà nó phải đi ra ngoài sức hút của trái đất. Rồi qua tiêu dẫn đó, ông Phật mới biết là mấy ngày, bao nhiêu giờ nữa thì cái đó nó mới là trung tâm vận hành luân hồi, nó mới dẫn mình từ đó. Thì vào đó thì tự động thì nó mở ra, chứ còn không biết. Mình học tới đó mình không biết thì sao, nó đi qua luôn. Rồi nó quay trái đất, mà nó quay cái này là 365 ngày nó mới trở lại một lần. Có nghĩa là muốn về Phật giới phải 365 ngày nó mới trở về được, chứ không phải muốn về trễ một chuyến về Phật giới thì phải một năm sau. Vì thế phải nhờ có qua tiêu dẫn và hiểu nguyên tắc này. Nó rơi là rơi ra ngoài trung sức hút vật lý của điện từ âm dương của trái đất, chứ không phải rơi vô trường Phật
trung tâm vận hành luân hồi. Cái văn từ mà ta nói để chi? Nó tắt cho mình hiểu thôi, rơi phải ra ngoài đó. Rồi khi nào nó quay tới thì mới rơi vào cái trung tâm vận hành luân hồi được. Thì cái này ta nói tắt thôi, bởi vì câu hỏi nên đặt cái chỗ này để mình nhớ cho kỹ. Vì thế mà Tài nó có làm cái bản này nè, cái bản này chút xíu ai ác rồi Tài nó chỉ ra cái cách đó. Thì bây giờ cứ đặt câu hỏi để nó hết thì giờ, còn kia rảnh á thì hỏi Tài nó giải thích cho nghe. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: Phật gia Thiền Tông khi muốn tịch diệt thì phải làm sao, công thức ra sao để cắt điện từ âm dương? Thiền Tông mà bây giờ đó mình muốn chết đó, thì mình phải ra. Bởi vì có nhiều người muốn đứt hơi, tay oxy thở sợ chết. Muốn chết thì kệ nó, tuổi già nó chết, nó hết hơi thì đứng nằm thôi nó cũng chết. Nó thở không thở thôi, thế giới vật lý này hết thì thôi đừng ấy, mình phải gan, sợ chết. Những người sợ chết nó mới dụ đi nhà thương, chứ mà họ sợ chết làm sao vô nhà thương, phải không? À, còn cái vấn đề mà tịch diệt, nên nhớ là cái này nó dễ không có đó. Tuổi già mà thở không nổi thì mình ngưng. Giống như là nó trái cây mà nó muốn rụng, rụng liền. Mình đừng có lo cái chuyện này, mình có gan không, mình có sợ chết không? Nếu không sợ chết thì cứ nằm đó nó chết. Còn nếu gan nữa thì nín thở, nó ngưng liền. Bởi vì nó yếu rồi, còn cái sức khỏe mình ấy, cái sức khỏe của mình nó còn mạnh đó. Ví dụ mấy người này thì còn ráng thở, mấy ông già bà già thì muốn chết dễ ợt. Nó gần nín thở cho nín luôn đi, đừng có lấy cái bình oxy thở chứ mất tốn tiền. Cái này là do mình, chứ đừng có tự tịch diệt nha. Không phải tự tịch diệt coi chừng nó đưa qua vô A-la-hán. Nếu A-la-hán mình muốn tự tịch diệt thì phải hiểu được cái làn điện của nó. Còn này kêu bằng ông Phật bây giờ tám mấy tuổi, ông tám chục ông già thì thôi ông tết. Mà ông muốn chết đâu phải ông chết liền đâu. Hai ngày sau mới chịu chết. Ổng nằm đó không chịu ăn hai ngày sau mới chết. Bởi vậy một ngày ông người xa lỡ mất mới về. Chứ ông nằm quan tài đâu còn ăn gì nữa. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Có nghĩa là mình tư tịch diệt, mình có gan không? Đừng sợ chết. Có nhiều người 90 tuổi mà còn vô nhà thương cấp cứu làm gì, không gan. Rồi vật lý nó không chịu, nó không bỏ cái này được. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: một người tu theo mật chú tông hay đi theo các vị thầy để cúng hay đi khắp nơi, và một thời gian sau thì bị bệnh nặng và rồi chết. Vậy người này sau khi chết sẽ đi về đâu ạ? Nó theo thần làm thần chứ đâu. Cái đó môn đồ của thần mà. Mật chú tông là môn đồ của thần chú. Thì phải vô làm thần ở chứ đi đâu. Chứ đừng có tưởng đâu mật chú tông rồi muốn lên cực lạc sống được đó. Cực lạc thế giới này đi bằng cái nhân quả, chứ không ai mà không phải đi bằng cái cầu cúng. Mình nói đừng có làm cái chuyện này. Thế giới này đi bằng nhân quả, không đi cầu cúng. Cái ông cầu cúng lừa mình đó, tôi nói thiệt, lừa lấy tiền. Ông mạng ông chưa lo được mà ông cúng cho tôi giảng sanh. Trời ơi, ông nói thiệt. Có nhiều ông á, ai có đọc cái Trần Nhân Tông không? Cúng năm trước là cúng bao nhiêu cho mẹ lên A Di Đà, ở năm sau ổng nói mẹ dưới địa ngục thì chết. đi thưa rồi sao bị bắt. Cái đó là đó rõ ràng coi cái Trần Nhân Tông không nào đó. Cái thế giới này gọi là thế gian, tu không là tu mà đi lừa người ta. Nó thiệt, bây giờ cái Thiền Tông ra đời để chỉ cái này nè, để cho mấy ông thầy lừa bớt đi. Bây giờ tôi nói, nếu mà nói ông giỏi thì ông lo ông đi. Bây giờ cái đạo ông không rành mà ông về đặt cúng thế giới. Cái kinh nào Đức Phật dạy cúng để ấy. Ông Phật ngày xưa gia đình ông mà bị nạn không làm được, mà bây giờ mình làm gì mà đưa tiền mấy triệu ông này cúng lên cực lạc, không có cái chuyện đó. Bây giờ mình về về Đức Phật bảo cái này thế giới này gian ác. Mình Thiền Tông phải cho hiểu, mình né ra cái này, còn chuyện người ta gian kể người ta, chứ mình đừng có lại phá người ta, chuyện làm ăn của người ta. Rồi con hỏi tiếp. Đệ tử của Ngài Vô Thượng Sư nói rằng ai tu theo Ngài Sư Phụ là khi chết
Về đâu cũng có Ngài, dù xuống địa ngục vẫn có Ngài bên cạnh, nghĩa là sao ạ? Đệ tử của Ngài Vô Thượng Sư nói rằng, ai tu theo Ngài Sư Phụ là khi chết, về đâu cũng có Ngài ở kế bên, dù xuống địa ngục vẫn Ngài vẫn ở bên cạnh của mình, nghĩa vậy nghĩa là sao? Đã tôi nói rồi, đã kêu ông Thích Ca mà ông về Phật giới rồi, tất cả những vị sao hoàn toàn là thánh hết. Thưa Thanh Hải Tiêu Thượng Sư là thánh đó, chứ không phải nhỏ đâu, chứ không phải là bả là thánh đó, phải không? Chứ không phải nhỏ đâu. Bả này mấy người mà qua bên Nepal đó học đó, về thành thánh hết. Thì thôi, bả nói gì nghe đấy. Mình chỉ căn cứ vào Kinh Kim Cang, cái gì ở trên này được tự mình thôi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình có hộp ngọc đem ra xài, không xin ai hết á. Không có nói vậy nói, tôi nói thật, tôi bà Thánh này tôi gặp bả mấy lần chứ không phải là gặp bên Mỹ chứ không phải đây. Hỏi nhiều câu không đó ai hỏi tôi, nói bà không trả lời được, bà trốn luôn á. Khi bữa bên lừa người ta, tôi nói thiệt, tất cả những người mà theo bà Thanh Hải á, thì bà cho một cái cục bùa để tin vậy, là cái thuốc bắt cho có mẹ vậy đó, cái thuốc đó trừ tà nha. Gia đình mà ai mà bị kêu bằng nằm chim bao thấy đỏ giờ hết nằm chim bao, bởi nó là tà, nó kỵ thôi, nó là cái thuốc, cái ngải kỵ thôi chứ đâu có gì đâu. Thì còn cái chuyện đó, có lúc bà đây xin lỗi bà đó. Bà bên Đài Loan có nhà cửa, giờ qua Mỹ là bên Đài Loan bể rồi mới chạy qua Mỹ, chạy ra Santana ở Mỹ rồi mua nhà mua đất rồi cũng dễ rồi. Bây giờ rồi còn ai theo bà nữa đâu, giờ trốn mất rồi. Bà giờ bà bán cơm, bà bán cơm Thanh Hải, dữ dụng mà cơm tấm Thanh Hải. Làm đại hết rồi, hết linh rồi phải đi làm ăn chứ. Đất thì có đó, nhưng mà không lẽ bán đất, mình đó không được. Bán đất mình khó lắm chứ không phải gì này. Mua thì dễ, mà bán là ra khó. Mình nên nhớ, cái sống ở Mỹ nó khác, sống ở Việt Nam nó khác. Thì bây giờ hỏi chứ bà còn đi giảng đâu nữa. Có lúc thì bà làm giống như bà bóng, bà múa tùm lum tùm la. Mà hết câu chuyện thôi. Rồi bây giờ có đệ tử nhiều lắm, đệ tử nó cũng theo cái này, nhưng mà theo cái này cũng là thánh hết. Ai đi theo Thanh Hải là hoàn toàn nhập thánh hết. Thì tôi nói là tới đất này thánh là cái gì đó, tự hiểu. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo. Một người nữ theo pháp môn Thiền Tông trước khi lấy chồng và đã tạo được ít nhiều công đức, vậy xin hỏi có chung ấm thân nào dám đầu thai vào làm con của người nữ đó hay không? Chuyện đó đang thua gì. Thế giới này, cái nhớ là nếu mà người mà tu Thiền Tông mà có vợ, có chồng, có đẻ con rất thông minh. Những cái mà nó có công đức nó nhào vô, chứ mà cái mấy thước là âm nó không vô. Nhớ là phước đức dương nó mới dám vô này. Thì tự nhiên là con gái nó khôn, nó sinh ra, nó đi theo cái nghề này liền. Thấy không? Chứ đừng có lo, sao đâu? Đừng có lo này. Thế giới vật lý này có nghĩa là mình nếu một người nữ mà kiểu bằng có công đức thì nữ sinh thì con chắc chắn là phải có công đức. Công đức nó mới vô, nó mới chịu nổi. Chứ còn nếu mà phước đức nó vô, nó chịu không được. Đừng có lo cái chuyện này. Thế giới vật lý này mình có cái gì làm cái đấy. Nhưng mà nó sắp xếp rồi. Vàng thì phải chung với vàng, bạc thì chung với bạc, sắt chung với sắt. Chung có sai đâu, đừng có lo cái chuyện này. Rồi con hỏi tiếp. Vậy trước đó có người đàn ông nào mà không theo pháp môn Thiền Tông thì có dám cưới người nữ đó hay không? Người đàn ông không theo pháp môn Thiền Tông thì có dám cưới người nữ đó hay không? Người nữ theo pháp môn Thiền Tông. Nếu người nữ mà tu Thiền Tông, người chồng cưới thì chắc chắn không ở lâu. Vì hai thái cực nó không lâu được.
cưới thì vẫn cưới, nhưng mà nên nhớ là không ở lâu. Đó là nó về cái theo lực âm dương, nó không có phù hợp. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy khi người đàn ông dám cưới người nữ đó thì họ có âm mưu đen tối gì hay không? Không có âm mưu gì, mà nếu mà người nữ gan độ được thì người đó sẽ theo. À, nên nhớ rằng cái lực âm nó mạnh hơn lực dương. Nó coi vậy. Thì chắc chắn mà người đàn ông ở với người nữ mà có theo truyền tông thì chắc chắn người đàn ông phải theo. Không cách nào. Thời nữ không cách nào chạy qua cái thế giới vật lý này được. Đừng có lo cái chuyện đó. Rồi hỏi tiếp. Có giới hạn trần nào hay sự tương quan nào cho việc giết hại tối đa bao nhiêu con người và bao nhiêu chúng sinh với việc tạo công đức để đảm bảo chắc chắn là giải thoát được? Bây giờ cái số lượng công đức các bạn tạo thì mình cứ tạo đi, chứ làm sao mình biết bao nhiêu. Có nhiều khi mình tạo nhiều nó bị vô đen thì cũng không có giá trị gì. Nhưng mà tạo ít, nhưng mà ông thần cũng như giống như bây giờ cái điện từ 100 1000 won đi thì mình không dám đụng rồi, đúng rồi. Giờ 100 won này mà 100 won mà mình không bọc cũng đâu dám đụng đó. Nó không dám đụng, thành ra bắt là mình cứ tạo đừng có bôi đen. Nhưng mà nên nhớ thế giới vật lý này mình tạo mục đích để mình, mục đích là mình đi trở về Phật giới, thì mình tạo bằng một cách là trong sáng thôi. Còn mà nó lỡ mà nó bị bôi đen cứ để đó không sao. Thì có nhiều người tại vì người ta cái tánh người ta nó vẫn là cái tánh người nó chấp ngã, nó khó tạo. Bây giờ bởi vì mấy người mà vừa tu thiền tông rồi nó được này được kia, nó chấp ngã thì nó bị vô đen thôi. Dần dần nó sẽ ổn định thì công đức nó sẽ sáng. Đừng có lo cái chuyện đó. Khi giờ thế giới vật lý này cứ sống cách bình thường, cứ tạo công đức bình thường, chứ đừng có tưởng tượng gì nhiều á. Tưởng tượng nhiều á nó sai. Rồi con hỏi. Ví dụ một người như chùm phát xít Đức Hitler bị thế giới kết tội là tội phạm của chiến tranh, và ông đã gián tiếp làm ảnh hưởng đến cái chết của trên 50 triệu người trong chiến tranh thế giới thứ hai. Vậy giả sử ông Hitler này giúp được 3 người trở về Phật giới thì ông có được giải thoát hay không? Đã có người có cái ác vậy làm sao biết công đức là gì? Mà thời Hitler là lời nào 38-45, nay là 80 năm rồi. Mà lúc đó ai dạy công đức? Ai dạy công đức mà Hitler biết là tạo công đức? Bây giờ là công đức nó mới phát bộ là có mấy năm nay, mà hồi đời Hitler sẽ biết cái tạo công đức. Thế là chuyện rất là tạo ác đức thôi, chứ làm sao có cái chuyện này. À, hỏi cái này nó thừa. Tại Hitler bây giờ đời này, 10 năm trước không biết có công đức biết không, chứ đừng có nói gì từ cái này là 80 năm về trước. Rồi con hỏi tiếp đi. Về góc độ thiền tông thì mình hiểu sao về trẻ tự kỷ và cộng đồng như ái nam ái nữ? Thế là do cái nhân quả thôi, mình cứ xếp đau dầu dễ thôi. Chứ còn nếu mà tại vì cái nghiệp của mình đó là do cái nhân quả kiếp trước như thế nào, bây giờ nó là vậy. À, bây giờ nó thúc á, những người mà bị tự kỷ là ngày xưa tính toán dữ lắm. Bây giờ hên còn lại vợ trong dòng tộc thì cái này đã bộc lộ ra liền. Đó, mình cũng không là mình không cần sâu vào cái này nữa. Có nhiều khi thứ nhất mà tất cả ông Phật bảo tất cả những gì có hiện tượng trên con người đều là nhân quả hết, không thoát ra. Nhưng cũng như là con người đẻ ra dây thần kinh nó dính nhau thì nó cũng là nhân quả nó mới dính, chứ không nhân quả sao dính. À, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này gọi là thế giới nhân quả. Nhưng mà có thể chịu nhân quả được bao nhiêu ngày? Có nhiều người có mấy ngày,
cái tự kỷ vài bữa nó hết, cái gì kể vài năm nó hết, cái nhiều vài tháng nó hết. Đó là do cái nhân quả. Nếu trong tất cả những người mà tự kỷ á, mà nếu mà ai mà trợ giúp cho người đó, đó tạo được công đức nó sẽ hết. Nhưng mà dưới điều kiện là cái chính cái người đó, đó nó không có tiền, nhưng mà cho chính người tiếng đứng bỏ ra làm đi, thì tự nhiên công đức nó vô là nó hết, nó xóa công đức là âm. Cái tự kỷ này nó thuộc về nghiệp âm, nó mới xảy ra như vậy. Mà đưa cái dương lực vô tự nhiên nó hết, giống như nhà tối đưa bóng đèn vô nó sáng vậy thôi. Mà cái này nếu mà nói về khoa học người ta không có tiểu, người ta nói nhưng mà tại vì chứ tại sao có nhiều người á, cũng bệnh đó nhưng mà được người bác sĩ cứu được, vì tới cái tuổi cái thời đó người ta có người giúp thì nó xóa được một phần nào. Thế giới này là nhân quả vật lý thì phải sống vật lý, nhưng mà cái hậu quả nó là do nghiệp, phải tính tới cái chỗ này. Khoa học bây giờ nó chứng minh được là cái con người là nó như thế nào, nó không giải thích được, nhưng mà nó không biết con người như thế nào và tại sao vậy. Mà chỉ có Đức Đạo Phật mới là nhân quả thôi, còn tất cả đạo kia không có nhân quả, đạo Chúa không có nói gì nhân quả, mà chỉ có Đạo Phật nói về nhân quả thôi. Mà mình thấy Đạo Phật nói thì nó đúng, không phải đúng 100%, đúng tới 90%+ được, thì thôi mình tin cái vậy thôi. Rồi có hỏi tiếp. Loài thần cũng biết rất rõ sự tự do và lộng hành của loài cô hồn, nhưng loài thần như do loài thần bất lực không thể dạy bảo hay trừng trị loài cô hồn được, hay là do loài thần hay là loài thần mắt nhắm mắt mở dung túng cho loài cô hồn hoạt động tự do. Bây giờ cái giống như mình con người đi, hai con trâu con bò nó chém lộn nhau, nó cũng lộn nhau, mình có can thiệp không? Tại cái thế giới nó vậy, có hồn cái thế giới của người ta nó hoạt động theo cái cơ chế đó, mình không thể thoát được đâu. Thần là gì? Thần nó có cái nhiệm vụ gì? Là quản lý tâm linh, thực thi nhân quả. Rồi thần nó có nhiều cái loại thần chứ không phải một. Ví dụ thần Kim Cang trợ giúp Thiền Tông, thần Từ Thiện thì nó giúp những cái chuyện gì mà Bồ Tát nhờ nó mới giúp, chứ không phải nhờ nó không giúp đâu. Còn thần Thừa Hành thì theo cái nhân quả thực thi thôi. Thừa Hành bởi vì cái giống như bây giờ ở thế gian này mình, cái anh mà cảnh sát thổi đường á, thổi giao thông á, thì ở giao thông ông vi phạm chứ ông dám dẹp lề đường ta không? Cái chuyện gì cũng ai lấy lo. Còn cái cảnh sát mà do hộ khẩu thì lo cái phần mình thôi. Thần nó cũng làm cái dạng này, việc ai lấy làm. Còn cái chuyện mà có hồn hay là cái là cái thế giới nó, thần không dám đụng tới có hồn hả sao? Nó đập anh nó không có nhân quả đó, không bắt nó được luôn đó. Tại cái thế giới nó là vậy, thành ra đừng có xen vào thế giới. Thứ nhất, bởi vì trong trái đất này năm loài sống chung, sợ nhất là cái loài của hồn, đừng có đụng tới đó. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp. Trong thế giới vô hình thì loài thần và loài cô hồn thì loài nào có nhiều hơn? Cô hồn thì nó còn nhiều 1 triệu lần ông thần. Thần muốn làm thần khó lắm. Làm thần thì phải công đức ở phước đức âm. Cô hồn có cần phước gì đó. Anh chỉ trở lại làm người mà không chịu vô vậy thôi. Nói đúng là tất cả các nơi đi luân hồi thì phải có phước mới đi được, phước dương lên. Còn anh muốn lên cực lạc, anh có đọc, anh ngồi tôi cho anh tụng kinh gãy răng đi nữa, mà anh không có chiếc công đức thì làm sao lên. Cũng như hơi bây giờ anh muốn người đi qua bên Mỹ sống á, rồi sao? Muốn thì được rồi đó, phải có đô la, không có đô la Mỹ sao đi. Còn muốn làm thần phải có phước âm, còn có hồn có phước vậy rồi đó. Tôi không có làm gì hết đó, tôi ở thế giới này tôi không làm ác mà cũng không làm thiện. Rồi vô loài người mà tôi không vô, vô loài người tôi sợ quá đi. Sợ quá rồi phải mua quần áo mặc, rồi mua cơm ăn, rồi mua nhà ở. Thôi tôi không dám ra làm cô hồn, tôi không có làm gì hết đó.
mà tôi muốn ăn đâu tôi giật tôi ăn à. Là trên thế giới này cô hồn là nhiều nhất, không đếm là được đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Nếu so về trí tuệ và sự hiểu biết thì loài thần và loài cô hồn ai cao hơn? Ta nói không làm nào cao hơn ông nào hết á. Cái nhiệm vụ phải làm. Chứ bây giờ này, thí dụ nói về cái vụ thừa hành đây nè. Cái người đã chết rồi trung ấm thân trước cái gì, ông thực thi nhân quả có vậy thôi. Không có suy nghĩ gì đó, học thực thi nhân quả rồi. Còn có hồn thì ta nói là ta muốn làm gì ta làm sao cao thấp, cao thấp được. Có nghĩa là tôi đói, tôi đi giết tôi ăn. Thấy không? Có vậy thôi chứ làm sao ai cao hơn ai. Mà cái số lượng thì đó đúng, cô hồn nhiều nhất. Rồi còn cái loại thần thì phải có cái căn bản thôi đó. Rồi con hỏi tiếp. Con xin hỏi bác một câu này. Thật tập trung vào hỏi vấn đề là giác ngộ giải thoát. Thì các mọi người đừng có hỏi cái chuyện rông dài đâu đâu, nó mất thời gian của bác và mất thời gian của tất cả mọi người. Thì con hỏi thế này, khi con người chúng ta mất đi ấy, tức là dừng thở lại thì đi, thì trong kinh nói là đảnh sanh thánh, rồi là dưới thì dưới bụng ấy thì sanh tiên, rồi dưới nữa bàn chân thì là địa ngục. Thế thì khi ta xuất cái gọi là xuất hồn hay xuất thân hay xuất cái trung ấm thân ấy, thì thầy có giải thích rõ ràng hơn cho vấn đề này được không ạ? Hay là xuất như nó bằng cách nào, trong khi mình ngừng thở thì mình thấy mấy cửa đấy, thì thầy có giải thích rõ hơn cho các con hiểu được, để cho mọi người đây cũng được hiểu được. Sau khi có người cũng đang cũng già rồi, là vô thường mà đến thì trẻ già cũng như nhau vậy. Thì bác giải thích rõ hơn vấn đề này cho con, là trong khi mà cái trung ấm thân thì khi mà xuất ra thì qua cái đỉnh đầu thì là có cái thân cái tánh người giữ, rồi là qua cái cửa hải triều dương của trái đất, rồi qua cửa hải triều dương của tam giới. Lặp lại cho tôi phần đó con. Bây giờ anh cũng muốn hỏi như là về cái lúc giải thoát đó đúng không? Vâng, thì vâng, về vâng. Vấn đề như là đảnh giải thoát, mắt sanh thiên, rồi tim thì sanh người gì? Vâng vâng. Đây là công thức á. Đảnh sanh thánh có nghĩa trên cái đầu, cái điện từ âm dương mà nó bay ra thì nó hơi ấm mới đầu. Ai có ai khi nào có người chết mới rờ biết đảnh sanh thánh, mặt mắt sanh thiên, ngực làm thần, tim làm người, bụng làm ngạ quỷ, đầu gối súc sanh, chân địa ngục. Nó phải đi, đây là cái công thức Đức Phật dạy vậy thôi. Chứ còn khi mà đi ra rồi á, đảnh sanh thánh đây đó là rất ít người có. Vừa nào mà có công đức đi ra chỗ này thì vị thần không quản lý mình được, nhìn thấy rồi cho đi ra luôn. Không? Nếu mình có công đức thì cái hơi ấm ở trên cái đỉnh đầu đi ra, mà vị thần nhìn thấy cái đỉnh đầu đó thì nên nhớ rồi biết là ông đứng ông dồn hoàn toàn, ông không dám rờ cho mình, là tự mình giải thoát á. Còn mắt sanh thiên là nữa, thì cái sanh thiên này thì nó tới sáu cái cõi trời mình đã biết rồi. Thì không, khi mình đi ra rồi nó không muốn vượt ra ngoài cái quy luật vật lý của trái đất này, thì ông thần mới nhìn thấy cái trung ấm thân này này chứa cái gì trong đó. Nếu mà chứa tịnh độ thì ông ném vô tịnh độ, còn nếu mà chứa vô dục giới thì ông ném vô dục giới. Thì ông đó ông nhìn thấy ông thần này có quản lý cái này, bởi vì ông thần là gì, con mắt bằng điện từ âm dương ba màu sắc, thì ông mới nhìn thấy, ông hiểu cái công thức rồi ông ném mình đi. Còn hồi nãy cái vấn đề mà tất cả đi đâu á, thì nãy có nói trong cái dẫn dò đó, ví dụ mình thấy mình mà lên nói cực lạ thì trước đó ba ngày mình thấy ông Phật này Phật kia tới với mình là chắc chắn mình chết thì đi về đó. Còn mình thấy mà trước khi chết mà thấy heo trâu bò heo dê nó dí mình nữa, chắc chắn mình chạy vô đó. Còn thấy cây cối thì phải vô đó. Đó trong nãy là mười mấy con đường luân hồi đã nói,
Còn nếu mà thấy trở về Phật giới thì dễ thôi, thấy không? Rải tay dặn dò đó, có nghĩa là mình ra, trước khi mình ra thì ông thần ông thấy mình không thấy ổng luôn á. Ổng đứng xa quá mình không thấy, là tự động mình rơi. Vừa rơi thì qua tiêu một vị Phật mới dẫn mình đi ra ngoài khỏi cái sức hút của trái đất, đi ra cái rìa của sức hút trái đất, đi vòng ở đó rồi qua tiêu mới dẫn về đến trung tâm vận hành luân hồi. Muốn về đến trung tâm vận hành luân hồi đó thì phải đợi, bởi vì trái đất này nó cái đầu hải triều âm nó quay 365 ngày nó mới trở về điệu trời âm, hoặc 365 ngày trở về dương. Mình phải hiểu cái công thức này. Chúc bà có anh Tài nó cái mẫu mà cái tâm giới á, coi cái mẫu đó nó giải thích rồi. Đó là vấn đề mà cái vấn đề nhân quả luân hồi. Rồi còn ý gì nữa? Ý gì nữa con Hà, con nói đi. Con là khi mà tức là vượt cái cửa hải trụ dương của cái đảnh, tức là đảnh sanh thánh, rồi là vượt cửa hải trụ dương của trái đất, rồi tiếp tục lại vượt cửa hải trụ dương của tam giới, thì là ba cái cửa hải trụ dương lớn. Thì thầy giải thích rõ cái chỗ này cho các con này. Bây giờ cái hải triều dương của cái tam giới là đi ra, hải triều âm của tam giới là nó hút vô. Mà cái vòng quay tam giới á, cái giữa cái trung tâm mà không quay thì đó là cái hửa trại dương âm và dương. Còn trái đất âm dương là thế này, từ nó hút vô, dốc vô trái đất gọi là hút âm, còn đẩy ra trái đất gọi là đẩy dương. Đẩy ra trái đất là đi họ hưởng các cõi trời đó, gọi là đẩy dương. Ra chỗ nào gọi là hải, cửa chỗ đó. Trái đất nó không có cố định giống như cái tam giới, vì trong trái đất nó chỉ quay theo tám phương bốn hướng của theo cái bầu tam giới thôi. Nó không có, nó tuy là nó có cái trục quay nhưng mà nó không phải là cái trung tâm vận hành. Mà trái đất mình phải có khái niệm này, hút vô trái đất, hút ở trái đất này nè, vừa sanh ra hút vô trái đất, đó là hải triều âm bắc. Còn vừa sanh ra bay ra khỏi trái đất là hải triều dương. Ví dụ người Mỹ thì nó thoát ra ngoài cái bên cái thế giới của bên của người Mỹ, người châu Á, rồi người châu Phi, chỗ nào đi ra là của cái hải triều dương của nơi đó. Nó không cố định giống như cái tam giới. Tam giới là duy nhất chỉ hai cửa thôi, nó quay theo cái, nó theo cái quay cái trục tam giới của mình ở đây, nó quay để nó ổn, nó để tồn tại của trái đất. Nên nhớ trái đất mình quay, có cái chỗ không quay, nhưng mà đây nó là cái tồn tại của trái đất, chứ không phải là còn hút âm hút dương. Nên nhớ mình chết mà mình thoát ra ngoài trái đất gọi là hải triều dương. Người Mỹ cũng dương, mà người Việt Nam hoặc người nào ra khu phận nào là dương của khu phận đó. Còn mà hút bây giờ mới vừa ra, mình muốn lên được nó kéo lên liền. Vậy cái nghiệp mình nó kéo ở trái đất gọi là âm, hút vô âm. Nó hút nặng nhất, cái loại cô hồn nó ở trên mặt đất này là không được quyền thoát đi ra ngoài cái mặt đất rồi, cô hồn á. Còn cái loại thần, nên nhớ là cái thần quản lý, thần chủ thế giới thì chỉ ở trên mặt đất có trên 6.000 cây số thôi, 6.000 thước thôi. Còn mà nếu mà loại thần của quốc gia đó 4.000 thôi, không đi lên được. Còn thần chọn dùng thì chỉ 1.000 thôi. Còn thần tự hành nhớ là không thoát ra nổi cái ngọn cây. Nhưng mà không phải thần tự hành bay, không dám bay ra khỏi ngọn cây đâu. Nó chỉ trong ngọn cây nó trở lại thần tự hành đó. Còn tất cả cái loài mà gọi là loài ngạo quỷ á, thì nó kêu bằng nó trên mặt đất có mấy tấc thôi, 3-4 tấc vậy thôi. Còn nếu mà loài, cái loài mà của hồn, cái loài mà điên hồn quá, ở sát mặt đất hoàn toàn không nhúc nhích khỏi mặt đất. Bởi vì nó đi nó nhúc nhích mà nó không có phải bay đâu, vì nó không, cái con mắt nó bị không thấy đường. Ở cõi địa ngục là con mắt không thấy đường, nó đi nó sợ lắm, thành nó đi vậy. Chứ cũng ở trái đất này gọi là hút âm. Âm, càng âm thì càng sát mặt đất. Mà phước âm thì nó nằm cao hơn mặt đất, chứ nó cũng bị lực hút của trái đất. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc này.
Rồi con hỏi tiếp đi. Hỏi một câu nữa. Dinh hỏi bác cho con hỏi là một thời gian con tu theo pháp môn này thì con thường mơ nhiều. Với lúc là có ngày là mơ rất là nhiều, nằm ngủ mơ ấy rất là nhiều. Rồi lại trước đây thì nói gì là nhớ nhớ dai lắm. Nhìn hai một lần thôi là có thể là mình nhớ 2-3 năm sau mình vẫn nhớ. Nhưng đến nay là quên tịt hết. Thậm chí là lảng qua cái là quên. Thì giờ này là bị vợ chửi nhiều hơn. Mấy người mà vừa mới nói đằng trước quên đằng sau. Là không hiểu con nó bảo là bữa hôm cái bác cứ trả lời là có phải là không thọ vào, không thọ nhận vào thì bây giờ nó nhanh lắm quên không ạ? Ý là nói hay quên ạ. Đúng rồi, hay quên và mơ, ngủ mơ hay mơ nhiều. Có nhiều hôm mơ rất nhiều. Ý anh nói là anh tu Thiền Tông lúc này anh hay bị hay quên và hay mơ khi ngủ. Quên đó là mình tại mình giữ thanh tịnh, mình không muốn vô cái gì vô. Thành đó, trong cái tàng thức mình không có gì. Thường thường là mình muốn nhớ đó thì nó vô, rồi mình nhớ nó phát ra mình mới nhớ. Còn giờ mình không kéo vô nó trống bốc là nó quên là phải rồi. À, bởi vì tu Thiền Tông nên nhớ là khi tu Thiền Tông mà đạt chuẩn rồi đó thì làm bất cứ cái gì cũng phải có cái biểu đồ nhắc nhở. Cái đó là rất đúng. Chứ còn để mà tu Thiền Tông mà cái nhớ tu vật lý là nhớ này, nhớ từ câu kinh từ lời thì làm sao nó, thì muốn nhớ câu kinh nó ra nó phải phát ra, nó từ trong này nó mới phát ra. Giờ nó không có sao, nó không có thì mình phải quên. Thì phải sử dụng bằng cái thế giới bên ngoài là nhắc nhở ngày ngày này mình làm gì, giờ này làm gì, phải ghi cái biểu đồ. Thiền Tông nó phải cái nó sai là cái chỗ đó đó, phải hiểu. Chứ đừng có thấy quên rồi, chết rồi gì không? Không biết rồi, mấy mốt tôi quên hết sao? Quên hết thì tốt, quên hết là cái còn nhớ thì ở trái đất này, quên hết đi ra ngoài rồi đi về. Nếu quên là đi về đi, không còn ở đây nữa. À, cái đó là tốt. Rồi còn gì nữa, ý thứ hai nữa là con ngủ hay mơ là mơ rồi. Cơ chân bây giờ cái này mình theo cái này thì cái nhà mình trống rồi. Mấy ông thánh ông dụ mình đó. Mình còn có theo không, biết thánh là ai không? Không biết. Rồi bây giờ mới nói thánh vậy thôi chứ đừng nói nhiều. Tất cả những gì trước khi mình thoát ra này phải ông thánh phải thử mình đó, coi chừng cái gì đó. Thôi kệ, bởi vậy thành ra bây giờ ông Phật nói là chuyện gì chạy kệ nó, bỏ hết đi, dẹp buông mà. Anh có nhớ đêm đó anh nằm chưa bao nhiêu kệ buông hết, khi ngày mai hết nằm chưa bao. Chứ bây giờ mà con nằm chưa bao mà ngày mai con nói là tối nay làm tiếp, nằm chưa bao tiếp, con buông mấy lần hả? Mấy ông không tới nữa, mấy ông không dám lợi nữa, lại mất công. Giống con hỏi nhỉ? Một cái câu mà bữa hôm con nghe trên mạng, bác trả lời trên mạng ấy, nhưng mà người ta ghi âm ấy là con nghe không biết rõ, để con hỏi lại. Là có một cái vị nào đó không nhớ nữa rồi, thế thì hỏi là trái đất mà khi mà xoay qua cái trung tâm vận hành luân hồi nó qua 2 ngày, và che khi trái đất đến nó thì che cái cửa trung tâm vận hành luân hồi để cho Phật tánh là trôi qua đó để về Phật giới. Thì bác giải thích rõ này, cái chỗ này cho mọi người nghe và cho con nghe lại không? Vì cái máy ghi âm nghe khó, con phải hỏi lại. Xin thầy giải thích lại cái lúc mà khi mà Phật tánh đi vào trung tâm vận hành luân hồi, khi mà cửa hai chiều dương, khi mà trái đất bị che mặt trời lại đó, khi mà Phật tánh đi về Phật giới đó. Dạ hết rõ, tại vì lúc trước anh có nghe cái ghi âm nhưng mà không có được rõ cho lắm. Bây giờ mình thấy là thí dụ cái mặt trời này nó chiếu ánh sáng xuống, cái vấn đề âm dương của tam giới nó đi ngược, hút vô gọi là âm, đẩy ra gọi là dương, mà nó đẩy ra thì nó nằm ở dưới cái mặt trời. Khi nó muốn ra đó, nên nhớ là cái lửa mặt trời là cái lửa gì, là gọi là lửa tam muội. Nó thiêu đốt bất cứ cái gì trong cái thế giới này. Sở dĩ con người mình sống được là nhờ cái tầng ozone nó bảo vệ.
trên trái đất này mới mình mới không bị phỏng, không bị cháy. Vì thế mà trên này, trên mặt trời nó chiếu xuống mà trái đất nó vừa quay qua đây thì cái trung ấm thân mình nó núp núp ở đây nè, vừa vô tới cái đó là bắt đầu một vị Phật nói là đã vô rồi, mà nói cái trung ấm thân, cái trái đất này nó quay xung quanh cái đi qua cái vòng cái trung tâm vận hành là 24 tiếng. Nếu mà 2 tiếng vô 2 tiếng ra, 20 tiếng an toàn từ lúc đó mới ra được. Có một vị Phật hướng dẫn mình rồi tới đó vô cái bằng trung ấm thân mình nó rã rồi thì Phật nhãn mới mở ra được. Thì cái công đức và cái tánh Phật nó tự động điện từ dương nó đẩy ra, nó đẩy trở về tam giới, mà đẩy đi bằng tốc độ điện từ, đi bằng tốc độ điện từ, nó đi nhanh 3 lần tốc độ ánh sáng. Mà nếu mà tính ra một tánh Phật mà vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới phải 1 tiếng đồng hồ, chung mà ít đâu. Mà trong 20 tiếng thì nên nhớ rằng mình đi vào cái tiếng đầu tốt hơn. Bởi vì mình đi ra được 1 tiếng thì còn 19 tiếng kia đâu có sao. À, sợ nhất là đi cái tiếng thứ 20 không được. Thành ra một vị Phật mới chỉ cách cái an toàn vô và an toàn ra. Bởi vì có cái vị Phật mới chỉ mới làm cái hoa tiêu mình đi ra, chứ không có ông Phật mình cũng khó ra. Mình lãng quảng, mình không biết giờ nào nó vô, giờ nào nó ra. Chỉ có một vị Phật, có nghĩa là cũng như vị Phật đã từng vô trong này rồi, đã từng đi ra rồi, ông hiểu rồi. Giống như con đi du lịch, du lịch đâu mà có hướng dẫn, đi dẫn một lần, lần sau còn nhớ, con mới dẫn cái đám sau được ha. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Nên nhớ là đi ra khỏi đất 20 tiếng chứ không phải nhỏ đâu, một tiếng đã đi ra rồi. Đi bằng tốc độ điện từ, mà một tiếng là bao nhiêu? Một phút là 60 giây. Có rất dữ dội chứ không phải, kêu nó xa lắm chứ không phải nhỏ. Thì phải hiểu nguyên tắc, chỉ có ông Phật mới dẫn mình ra được cái này thôi. Thì mình phải hiểu, có nhiều khi đi cái, có nhiều khi mà mình chết á, mà ông Phật vẫn chưa kịp, bắt buộc ông phải ở đợi đúng một năm sau mới dẫn mình ra, chứ không phải nhỏ đâu. Có nhiều khi nhiều người trái đất mới vừa qua, mình chết còn tiếng nó qua rồi thì làm sao dám đi tới, đi kịp, đi thì kịp đó, nhưng mà vô trung tâm vận hành đi ra không kịp, là phải đợi 365 ngày sau. Ôi hiểu. Nhưng 365 ngày đó là trung ấm thân phải đi ra ngoài sức hút vật lý của trái đất. Nếu mà nó còn ở trong trái đất á, thì nó quay sát, thì cái trung ấm thân nó cũng phải ăn. Nó ra ngoài đó nó không có bị quay sát thì cái trung ấm thân nó không bị đói. Giống chiếc xe con mà đậu chỗ mà không nổ máy rồi thì xăng để 1 năm vẫn còn nguyên. Chứ còn ở chỗ mà nó chạy lớn thì nó thí dụ một 5 tiếng nó hết xăng, ra ngoài còn 10 tiếng mà hàng tháng. Nhưng mà khi đi ra ngoài chỗ đó thì nó không có đói nữa. Thì lúc đó phải đợi ông Phật dẫn đi ra. Bởi vì thế giới này gọi là thế giới vật lý mà. Vật lý nó sai. Con dù thân tứ đại hay thân điện từ cũng phải ăn. Nó phải hiểu nguyên tắc của nó vậy. Rồi con thông cũng thông hỏi tiếp. Con hỏi một câu là, con chỉ cho một cái người đó thì trước đây người ta cũng đi đạo Phật nhưng mà đi bên vật lý. Đến sau này thì người ta lại đi theo cái đạo Thánh Mẫu. Vì bữa hôm người ta đến, con thì làm nghề sửa đồng hồ. Người ta đến sửa đồng hồ, con chỉ cho người ta thì người ta nghe thì người ta đau đầu, người ta buồn ngủ và có người hù dọa. Thì con bảo là bây giờ cứ mở 36 vị tổ ra để nghe. Thì con chỉ cho người ta như vậy có đúng hay không, theo bác chỉ dẫn cho con để con giúp người ta. Mình phải biết á, con người bất cứ tu cái gì là tu vật lý. Là vật lý mà cái thế giới này là ai quản lý cái này? Là mấy ông vị thánh á, ông ẩm. Mà ông vô mình rồi bây giờ đưa cái này đó tao có chịu nổi.
Con vừa nói là ông Thánh nó quậy con liền á. Ông Thánh quậy thì chứ, là bắt đầu mình phải nói tầm bậy tầm bạ rồi. Cái thân mình ông Thánh vô điều khiển mà à, thành phải hiểu. Vì thế mà cái thiền tông nó khó là cái chỗ này. Những người mà gọi là, tôi nói thiệt, bùa ngải không dám đụng cái thế này. Là vì trong đó nó các vị Thánh nằm đâu không. Thành nó vô thấy cái này nó chịu không nổi. Thành nó con người ta nó đủ chuyện, nó sanh đủ chuyện. Bây giờ có nhiều khi á, có nhiều khi đó là con đang tu mà thí dụ đang tu một chú mà vô trong này đi. Có nhiều người mới vô cũng khoái lắm mà vô. Nhưng mà nên nhớ rằng ổng cho vô để ổng giết con đó. Tất cả những người tu một chú mà vô cái này mà không có kỹ á, dễ bị tai nạn lắm. Tại vì mấy ổng điều khiển mà chứ không còn mình nữa. Thành ra cái này tất nhiên là cái cõi âm. Con mà vô đây thì cõi âm nó quậy con là đúng rồi. Còn nếu mà hồi trước con không có làm gì hết đó, nhưng mà vô này thì rất tốt nha, không ai phá. Còn có người ta ở trống rồi, đưa cái này vô nó chịu không nổi. Có nhiều người mà tu kia xong rồi nó làm dữ lắm, nhưng mà có cái cách. Giống như cái cô ở chùa Hoàng Pháp đó, nó đội gì mền đen, áo đen về nó hù cổ. Cô không hỏi, tôi nói kể đó, cứ mở máy cho nghe lại. 3 ngày á, tự nhiên nó trốn luôn. Chứ 1 ngày mà con sợ là rồi, con bỏ là nó là con thua rồi đó. Thế giới này là gọi là thế giới cõi âm. Mình phải hiểu con người ở trên này nè, thần người ngạo quỷ con sao. Thần thì làm việc của thần, người thì nói thật là công cụ. Cái sắc thân này là công cụ của tánh người, mà nếu mình mơ tưởng thì là công cụ của các vị thánh. Nó con phải hiểu hai câu này thì con mới hiểu cái thiền tông này. Con cái sắc thân này là công cụ tánh người và công cụ của các vị thánh. Con muốn làm lính ai thì mời mấy người đó vô. Chứ ở đây không có ông Phật nào vô đây. Đừng có xưng ông Phật đây. Con xưng ông Phật đây là con tầm cơ cải ngàn lựa bị mấy ông Thánh rồi đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hỏi như vậy thôi. Rồi con cũng chia sẻ cho mọi người là con cũng gặp rất nhiều cái trường hợp. Con mở cái máy á, thì con đâu có ấy, con đi dạo thì con mở cái máy ở trong túi nghe. Thế mà người ta cũng choàng lên, người ta chửi mình sơi vậy. Cũng không có nguyên nhân gì đó, nhưng mà người ta cứ thế là người ta chửi. Và người ta bảo mở cái máy thì nghe đau rứt hết cả đầu và óc. Người ta chửi mình vô cớ như vậy thì con cũng biết rồi, các chị cũng chỉ cười thôi. Thế là mọi người ở đây thì cũng từ cái chỗ này thì con mới có nhiều cái bằng chứng để con chứng minh rằng là cái pháp thiền tông này quá là khoa học và quá ư là dương. Nó mạnh, rất mạnh luôn. Có một đứa con nít nó chừng này thôi mà mẹ con mở trong nhà nó cũng không chịu được, nó lên tay hông lên, nó đứng ngoài cửa nó cũng chửi bà. Thế bảo đấy, mẹ thấy Đức Phật nói không có sai mà mẹ nghe cái máy là hoàn toàn đúng. Người ta đứa con nít thì nó đâu có tính sân si nhiều đâu, nhưng khi mẹ mở cái máy nó nghe nó đau đầu, nó vào nó chửi thì bảo có người suối nó chửi chứ không phải là nó tự chửi đâu. Còn một cái chị thì tu bên Tịnh Độ rồi hay đi cúng, thì con mới mở cái máy để chị chỉ vào cái máy, chị chỉ vào mặt luôn, vào mày tu cái đồ ma tà quỷ quái gì đấy, nghe tao rứt cái cả đầu, tao ghét. Giờ là trước đây là con là cái Phật tử là cùng đi chùa với con đó, là bên cái đạo tràng, nhưng mà giờ thì nhìn thấy là có ba cô là nhìn thấy con giống như kẻ thù, nhìn thấy mình họ ghét lắm, họ cứ bảo là tu đạo ma, tu ma tà. Bây giờ họ phao tin ở cái khu vực đấy là cái thằng Lê Hà đấy là đi tu đạo ma đấy. Hay mình chẳng biết sao, chỉ ngồi cười thôi, không biết sao, chỉ biết là cười thôi, không nói gì được. Đấy thì con biết là cái đó là cái âm lực người ta mạnh quá, thì con suy nghĩ có vậy có đúng không bác? À thôi thì con cảm ơn nữa thì không trả lời. Cái người bị âm ta không chịu nổi rồi. Bởi vì nó thiện Nam Mô là gì, Nam Mô A Di Đà Phật, ông Phật cũng nói vậy. Và tại sao Kinh Kim nếu lại Phật, ổng là lại tà. Tất cả các chùa bây giờ thờ Phật không, ông Phật không ở được. Mà mời ông bây giờ ông chính về Bắc á, tu để hô thần nhập tưởng, mà thần có làm gì nhập tưởng. Thì mấy ông kia nhập,
Đó vậy đó. Thì tại mấy ông thánh nhập thì mình phải cúng ông thánh ăn. Rồi giờ nghe cái này ông thánh chịu không nổi, ông thánh chửi. Có vậy thôi, cái này thế giới này là rõ ràng như vậy. Thấy không? Chứ mấy người đó không phải là ấy đâu. Thánh không á, thánh chửi mình đó. Dạ rồi, có hỏi tiếp. Con ở Nghệ An, gia đình con có một ngôi tịnh thất xây hình bát giác rộng khoảng 100 mét vuông. Gia đình con có đem sinh hoạt pháp môn tiểu thừa, nhưng mà nay vợ chồng con tu theo pháp môn thiền tông, thì có nên chia sẻ về pháp môn thiền tông ở trong cái tịnh thất này hay không ạ? À? Bát giác là nó thuộc về bát quái, nó yếm. Nó yếm cái lực âm vô thì người âm vô rất nhiều. Hình bát quái đó, người âm vô rất nhiều. Còn đưa cái này vô nên nhớ là mới đưa vô nó phản ứng kệ nó, khỏi cần sửa. Còn nếu mình sợ mình sửa là không được. Cứ đưa như cứ nhào vô đi, không sao. Thấy không? Nhưng mà phải trong vòng 3 tháng á, 3 tháng thì cái hình bát quái nó mới xóa được. Thấy không? Bát quái nó trở thành là bát chánh đạo, nó không còn bát quái nữa mà rồi gọi là bát chánh đạo, nó mở được. Nên nhớ phải cho gan, chứ còn không gan thì coi chừng cái hình này nó quật mình à. Rồi con hỏi tiếp đi. Cô có hỏi ý thêm không ạ? Thầy cùng lại chúng thì con cũng có một số vấn đề là ở Nghệ An ở đây hơi xa, cho nên là con cũng muốn hỏi thầy cho rõ. Gia đình con tự xây bỏ đất của gia đình mình, xây một ngôi tam tịnh thất hình bát giác. Chúng con sinh hoạt từ năm 2012 đến giờ. Bây giờ theo được cái pháp môn thiền tông này, vợ chồng con là tu theo pháp môn thiền tông. Thì bây giờ cái bát giác đó có chia sẻ cho những người chị em đi tu theo thiền tông có được không? Và được công đức gì không? Con xin hỏi thầy giải thích cho con rõ. Đã giải thích cho cô rồi đó. Gia đình xin bỏ. Dạ đúng rồi, thầy đã giải thích cho cô rồi. Nếu như cô tiếp tục thì đầu tiên sẽ bị trắc trở. Tại vì cái bát giác là cái âm mà mình đem cái dương vào thì nó sẽ bị cản trở. Thì nếu như mình quyết tâm thì có thể vượt qua, còn nếu như không quyết tâm thì sẽ bị trục gì đó. Cô có chấp nhận được hay không đó là do cô. Cô có hỏi ý gì nữa không? Thì được công đức, nếu như mà mình cố gắng mình vượt qua được cái trở ngại đó thì mình mới có công đức. Còn đằng này mà nhiều khi mới gặp trở ngại mà mình rút lui thì không có công đức. Dạ, câu hỏi tiếp theo là trong gia tiên nhà con có cõi cô hồn, vậy những ngày mùng 1, 15 con mở kinh cúng cô hồn cho gia tiên nghe thì những người này có quay trở lại dòng tộc được hay không ạ? Kinh mà cúng cô hồn mà để theo cái thiền tông thì được, thì tổ tiên mình đã quay lại. Nhớ là phải mở cái kinh mà cúng cô hồn của thiền tông á, chứ đừng cúng cái cô hồn mà của vật lý là không được. Rồi hỏi tiếp. Câu tiếp theo là xin thầy giải thích cho con rõ từ lục thông là như thế nào. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì lục thông cái gì nó cũng thông hết. Con mắt thì nó thông, cái lỗ tai cũng thông, cái ý mày cũng thông, tiếng nói cũng thông, và lục thông 6 cái thông. Cái căn của mình cái gì nó cũng thông, gần là thay vì người ta là lục căn lục trần thì bây giờ mình nói là lục căn lục thông, nó nương vào đó cái gì nó cũng thông hết, gọi là lục thông. Rồi câu hỏi tiếp theo là con thấy thầy giảng Phật nhãn là thấy bằng điện từ quang của tánh Phật, vậy chứ cái thấy của chung ấm thân bằng điện từ âm dương gọi là thấy như thế nào? Cái nếu Phật nhãn nếu thấy thì một vị Phật mà ở thế giới Phật nó thấy toàn hoàn
bằng điện từ quang và một kim thân Phật thấy nó khác. Còn ở trái đất này, Phật ngũ nhãn nó thấy giống như ổng có năm cái mắt kiến để ổng đeo vậy đó. Đeo trong thế giới vật lý này, giống như bây giờ khoa học nó đã văn minh nó mới nói được nè. Anh đi ban đêm thì anh đeo kiến hồng ngoại sẽ thấy ban đêm. Còn anh muốn thấy cõi trời thì anh mang kiến dẫn vọng kính, ông thấy trên trời. À, còn muốn thấy cái cõi âm thì mang cái kiến huệ nhìn thấy cõi vô hình. Rồi muốn coi cái sinh diệt của cái trái đất hay là con người, bất cứ cái gì nhìn thấy được thì mang kiến huệ. Ông Phật có năm cái kiến chứ không phải một cái, nhưng mà ông không đưa ra. Mình á, thì khoa học nó đưa bằng vật chất, ông đưa bằng cái năng lực của ông là toàn giác toàn năng. Ông đưa năm cái này ông mới trở thành một vị toàn năng toàn giác, có nghĩa là ông Phật có năm cái kiến, còn mình có một cái. Nó phải hiểu nguyên tắc này. Mình thì có một cái, có cái xài hoài. Còn ổng muốn xài thấy cõi cực lạc, ổng mang chỉ vô ổng thấy, mang chỉ cõi thiên nhãn. À, ổng muốn thấy cái cõi vô hình, ổng mang kiến huệ nhãn. Rồi muốn coi cái sinh diệt thì ổng mang cái kiến pháp nhãn. Ông muốn thấy cõi trời thì ông phải mang cái kiến điện từ quang, nhưng mà trang bị cho thân tứ đại. Còn cái mà về bên Phật giới không cần trang bị cái gì hết, tự nhiên nó vậy. Phải hiểu nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp. Bố mẹ con đã già nhưng mà cũng không theo thiền tông và cũng không theo những đạo khác. Vậy thì làm cách nào để khi bố mẹ mất để mà trở về dòng tộc mà không phải bị lầm vào loài cô hồn? Bố mẹ con là không có tu theo đạo nào hết. Vậy chứ làm sao để mà khi bố mẹ được đầu thai lại á, được làm người mà không phải đi vào các loài cô hồn? Cái này là do cái nghiệp, chứ làm sao làm, ai giúp được. Có nghĩa là đời này làm vợ chồng con cái cha mẹ với nhau là do cái nghiệp, nó hết thì thôi. Chứ đã ví dụ như mẹ mình mất thì đi theo cái nghiệp của mẹ mình không có cứu được đâu, do cái nghiệp. Còn do muốn á, thì phải tự người đó cứu, người cứu lấy người đó. Đức Phật còn không cứu được. Còn mình thì ví dụ làm con thì cũng thương cha mẹ, nói vậy thôi, chứ nói không nghe thôi chứ sao. Cha mẹ muốn ở trong dòng tộc phải làm cung đúng công thức theo dòng tộc. Đã bắt đầu đi vô tu rồi thì chắc chắn không còn ở dòng tộc nữa. Trên trái đất này tu bất cứ đạo gì không còn ở dòng tộc được. Đã mang chữ tu là phải đi theo cái mà ham muốn. Dòng tộc không tu, nên nhớ là dòng tộc không tu. Thiền tông không tu, nhưng mà thiền tông có trí tuệ. Còn trong dòng tộc không tu nhưng không trí tuệ. Còn hô bước vào tu chắc chắn phải đi theo nhân quả, đừng không chạy khỏi đâu. Mình hiểu nguyên tiên, mình hiểu cái nguyên lý này, đừng có mong mà tu rồi mà con cái tu thiền tông. Ông Phật cũng tu thiền tông, ông đâu có cứu được cha mẹ ông đâu, đâu cứu được con ông đâu, la hầu la đâu cứu được đâu. Thấy không? Đi. Cái gì cũng phải đi theo cái dòng thiền của đó, cái dòng nhân quả tự nhiên của đó. Rồi con hỏi tiếp. Người như thế nào thì sau khi chết sẽ được lào làm cô hồn chúa? Cái này thì giải thích làm sao giờ? Giống như ở trái đất này nè, muốn văn hồ chúa là sao? Thì mình phải ra cho mạnh hơn, thiệt hạ được cái thằng chúa kia thì mình nhào lên, mình lấy cái ghế của nó. Thằng đó là cô hồn cắt đảng đó, mình đi mình ra mình trị được cái thằng đó, mình lên làm chúa, trị thằng kia xuống, có vậy thôi. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả, mạnh được yếu thua. Đâu phải hiểu nguyên tắc này, là bất cứ cái gì anh muốn vào nhất thế giới, thằng kia mà
được 70 tỷ đô á, và anh 80 thì tưởng như là anh giàu nhất thế giới, đè thằng kia xuống. Nói vậy thôi. Rồi hỏi tiếp. Người tu thiền tông đã lâu nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn chấp nhiều. Vậy thì công đức có bị ảnh hưởng, bị bôi đen hay không? Công đức nó khác, còn vấn đề mà sống đây là sống theo nhân quả. Tới nhân mình có công đức công với nhân quả nó vẫn quật mình như thường. Cái đời trước mình làm sao giờ nó phải trả lại cho người ta chứ. Còn công đức là chuyện khác. Công đức là cái hành trang để đi về Phật giới. Chừng nào mình tạo được phước đức nó mới quay lại nha. Trong thế giới này tạo phước đức nó mới chuyển được. Còn tạo công đức không chuyển, bình thường. Nhân quả trái đất này phải trả, phải trả cho đầy đủ mới đi ra được. Chứ công đức không có giải quyết vấn đề trong cái nhân quả này. Phải hiểu cái thế, phải hiểu thế giới này. Muốn suy trở thế này thì phải tạo phước đức thì nó mới tạo, nó mới chuyên suy trở nhân quả được. Rồi có hỏi tiếp. Dạ. Thầy thường nói tu thiền tông sống làm sao cho mọi người được quý mến mình. Nhưng nếu làm cho mọi người quý mến mình thì tánh người sẽ sinh ra tình cảm và quyến luyến, sẽ rất khó đi và bị níu kéo trở lại. Xin thầy cho con lời khuyên để con đi đúng đường trong cái thế giới vật lý này. Tôi nói là đâu có ai biểu tu thiền tông ai quyến luyến mình. Có nghĩa là tu thiền tông đừng đụng chạm đến người khác thôi, chứ không phải quyến luyến. Chứ quyến luyến là nó thuộc về tình cảm, nó bị sức hút âm rồi. Có nghĩa là người ta tu gì thì kệ người ta. Người ta đến thì mình tận tình giúp người ta, chứ không phải quyến luyến. Đến tận tình giúp người ta, chứ không phải quyến luyến. Quyến luyến thành nó gieo cái tình cảm nó thuộc về âm rồi, âm lực của thế gian này rồi. Không phải quyến luyến. Có nghĩa là mình giúp người ta cho trọn vẹn bằng cái chân thật, chứ không phải là quyến luyến. Thiền tông nó dẹp hết mà tại sao xài gây quyến luyến trong này. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong quyển số 10 có ghi: khi Đức Phật để tâm thanh tịnh, nhổ một cây cổ thụ cũng như giống như một cây bụi cỏ. Nếu mà xét theo vật thế giới vật lý thì không thỏa đáng. Xin thầy giải thích lại cho con hiểu ạ. Thì cái câu chuyện đó là ông có nói rồi đó. Thì giống như mình đứng trên thế giới vật lý, mình quăng đi đó, thì bị sức cản vật lý, nó không đi xa. Còn đi ra ngoài cái sức hút của lý quăng thì đi xa. Còn cái chuyện mà ông nói ông nhỏ là đây là một, mình phải nên nhớ rằng một vị toàn năng toàn giác. Mình không phải là toàn năng toàn giác, mình sao mình nhổ được. Còn nếu mà mình ở thế giới này mình nhổ được chứ phải không. Nhưng mà phải toàn năng toàn giác ổng á. Nhưng mà giờ thế giới này mình có thể toàn năng toàn giác được, biết sao không? Mình giàu đi, giờ muốn nhổ cái cây cái gì, sắm cái máy trèo trển bấm nút nhổ, cũng mình nhổ dai đâu, bấm nút nó nhổ liền. Thế giới bởi vì ông Phật nói cái thiền tông này ra đời nó phải chứng minh bằng khoa học. Bây giờ nó hồi xưa nó xin lỗi mà cái cây ai nhổ được 300 thước, ai đưa lên giới, mình vẫn đưa được. Bây giờ thế giới này mình làm đi, tôi có toàn năng ở đây. Hỏi sao tôi mua cái máy tôi móc đẩy nó lên trển, mua cái máy cột vào cái gốc cây nó nhổ 10 cái cũng ra được cái núi. Bây giờ cái núi hả, có tiền không, mua trái bô mà nhét lại chích một cái nó nổ banh liền. Cái tột đây là gọi là toàn năng. Đức Phật toàn năng toàn giác là ông sử dụng cái thuật điện từ. Còn mình đây sử dụng thuật vật lý, cũng phá được cái cây, cũng phá được cái núi. Chứ mình nếu mà người giàu, bây giờ nói thiệt là giống như cha Bill Gates trở giàu, nó toàn năng toàn giác. Giờ mua cái gì cũng được, ông làm gì cũng được, ông cất 10 cái nhà cũng được, toàn năng là vậy. Nhưng mà ông không cất, ông bỏ tiền ra bắt người ta cắt. Đó là vậy thôi. Còn Phật hồi đó là ta sử dụng một cái thuật gọi là điện từ. Ông phải sử dụng toàn bộ 12 cái loại điện từ. Trái đất này không phải có một loại mà tới 12 loại điện từ. Ông sử dụng được hết. Còn mình ở đây sử dụng bằng cơ tay, cơ chân, nhưng mà đều toàn năng toàn giác, sử dụng bằng cái trí. Có tiền mua cái gì? Hồi xưa nó không ai dám chạy 10 cây số giờ. Giờ tôi chạy 120 cây số giờ đúng không? Trèo lên xe lên cao tốc nó chạy rồi.
nó cũng là toàn rồi. Tôi có tiền tôi mới làm được vậy. Tại bất thần ông nói nhưng mà không, mình không, mình không có hiểu cái lời sâu xa của ông. Chứ hiểu được sâu xa ông, là ông nói thực tế rồi đâu có gì đâu khó. Giờ câu hỏi tiếp. Dạ. Trong quyển số 12 có viết: ở trên đất tốt một nhà bốn con, vậy bốn người con này chỉ bốn người nào? Kính xin bác chia sẻ cho mọi người cùng biết ạ. Ý nói là cái này là đất, đất này Long Lân Quy Phụng. Cái đất, đất này đất gì? Cái đất này đất Lân nè. Long Lân Quy Phụng. Trên nhà bốn con thì trên bốn cái quý này Long Lân Quy Phụng. Mà giờ phải cái này đất này đất Long không? Con rồng. Đất này chính là đất con rồng. Nước này là nước con rồng. Nước đồng tổ tiên mình nói rồi, con rồng cháu tiên. Đất này là đất Long, đất rồng. Mà rồng là do một người nữ nó ăn, chứ không phải mấy ông kia, chứ không phải ông Nhật Từ nói Long Thành, Long Đất như vậy. Cái Long nào thì cũng được, với điều kiện phải có một người nữ nắm tập quyền ký này thì mới đúng là Long nữ. Chứ mà ông nói Long Hồ, Long Hồ có bà nữ nào đâu. Long Thành có bà nữ nào đâu. Phải không? Ông Phật ông nói ẩn ý vậy thôi, mình phải hiểu. Chứ mình ông bắt là bao nhiêu mấy người ta không hiểu, ta bắt lỗi thì kể chuyện thế gian. Người ta thế gian người ta tưởng đâu. Bởi vì tại sao ông Nhật Từ ông còn dám chê ông Phật là thiền thiền không chứng? Để ông Phật không có tiến sĩ. Ông có tiến sĩ không phải hơn kia thì ông chê đúng rồi. Cái đó không nguyên. Ông Nhật Từ, tại tôi có tiến sĩ, ông có tiến sĩ, ông Lệ Thọ vậy, ô ông Phật thiệt rồi, Ma Dương thì đúng rồi. Ông Phật ông cao lắm, ông Phật cao đó, hồi đó là học hết chương trình thôi. Chứ làm sao ông Phật có bằng tiến sĩ không mà mai hôm nào ông này, mấy ông này chê là đúng rồi. Ủa, thì chê ông lại dở hơn. Mà biết tại sao ông Nhật Từ chê ông Phật không? Tại ông Phật để tóc. Ông để tóc này không có xài gì được. Tôi cạo đầu rồi, tôi nói đúng nè. Tôi cạo đầu, tôi có bằng tiến sĩ, tôi nói mới đúng. Còn ông để tóc, ông biết cái gì? Tiền thiện gì? Tiền thiện không chữ. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: bác có nói robot là công cụ của con người, mà con người là công cụ của các loài thần và cô hồn. Xin bác cho ví dụ về cái loài cô robot này được hay không? Con người công cụ này, bây giờ hỏi chơi không? Bây giờ ai nhập vô mình? Cái thân này là cái tánh người nó nhập vô thì nó sai đi. Cái thân này là không phải công cụ là gì? Cái thân này biểu giết người cũng được, bị làm phước thiện cũng được, muốn làm cái gì cũng được, là nó là công cụ rồi. Công cụ của tánh người. Tánh người nó phát ra tham thì cái tánh người phải, thân này phải tham, đi lấy cái tay móc của người ta là công cụ. Thân này ác, dùng cái dao giết người ta là công cụ. Thấy không? Thần nhập vô là gì? Thần nhập vô biểu làm gì làm lấy. Có nhiều người cái thân này tôi xưng cô hồn, tôi xưng gì thượng đế, cũng cái thân người là không phải công cụ là cái gì? Thân tứ đại này là công cụ của tánh người và tánh thánh. Mình không dám nói cánh cô hồn của các vị thánh. Thánh xưng bằng cái gì? Thánh xưng bằng cái con người. Ta là gì đó bằng con người. Mà bên trong là cái gì? Bên trong là cái loại gì? Loại gì nó ẩn cái rộng đó. Đó, bên trong là cái tánh người. Thì nó ẩn nó sai tánh người là. Giờ đây giống gì nói tụi cái thân người thì giống như cái xe thôi. Biểu chở, biểu nó chạy, biểu nó đi đâu đi đó thôi. Chứ đâu có biết cái gì, cái thân này đâu có biết gì. Mình tưởng đâu cái thân này là của mình, không có đâu. Của mình là tại sao làm đủ chuyện vậy? Mình thì phải, nếu mình có người thiện là cứ làm thiện không, có người ác làm ác không. Chứ tại sao nó lúc thiện lúc ác? Nó phải theo cái quy luật vật lý, gọi là công cụ. Giống như chiếc xe, nó là công cụ của anh tài xế vậy thôi. Rồi hỏi tiếp. Còn trong các kinh có nói về bát chánh đạo, vậy tám con đường nào được gọi là bát chánh đạo? Chính xin bác chỉ cho con. Bây giờ bát chánh đạo là giống như ông Xá Lợi Phất á, ông mở, ông đi con đường về, ông kiến tánh
bằng cái con mắt kiến tánh. Rồi cái ông A Nan Đà ổng vậy, ổng kiến tánh bằng tiếng nghe của, thì nó tám con đường. Thì con người mình là gì? Tám con đường đi luân hồi. Mà muốn về Phật giới, đạo kêu bằng đạo tiểu thừa vẫn về Phật giới được chứ không phải không. Nhưng mà tại không biết, người ta sử dụng sai. Ví dụ tiểu thừa là gì? Thanh tịnh, chính là chính tịnh, mà đừng có chấp nhận cái loại của hồn vô đi, đừng có ép đi, nó là thanh tịnh tự nhiên đó. Con đường đó là con đường để về Phật giới. Mà không biết ông ép lên, ông nói ta chấp ngã thì chắc là ta đã được cái này. Chữ cái ta được là nó bị rồi, nó bị sai. Nó tám con đường con người làm, tám con đường đi gọi là đầu đường thôi. Gọi là bát chánh đạo là tám cái đầu đường để về Phật giới. Còn thiền tông nó không xài, không dạy con đường này. Mà nó không xài bất cứ con đường nào mà bắt buộc là ông thần phải nhả tánh Phật ra, rồi nó đi rơi. Nó đi rơi, nó về Phật giới. Con đường này không ai biết, chỉ thiền tông mới chỉ thôi. Đó, phải hiểu cái này. Còn tất cả đường kia gọi đường vật lý, phương tiện để đi. Nhưng mà người ta biết phương tiện đi, nhưng mà nếu mà hiểu thì cũng về được. Nhưng mà khó lắm, không ai chỉ cũng khó thực hiện con đường này lắm. Rồi con hỏi tiếp. Cháu thấy trong hình các vị Phật và các vị Bồ Tát luôn có một điểm ở giữa chân mày, vậy chứ điểm này có ý nghĩa như thế nào? Ở trên đỉnh trán của vị Phật và Bồ Tát có một điểm. À, cái này nói đúng là thiên nhãn đó, mở bằng thiên nhãn. Mà thường thường mấy cái người đầu tiên nó sử dụng cái này nhiều nhất là thiên nhãn. Trên chân mày, giữa chân mày gọi là thiên nhãn. Rồi hỏi tiếp. Khi chung ấm thân ra khỏi lực hút âm dương của trái đất, nếu có hoa tiêu của loài thần xuất hiện theo dõi thì chung ấm thân đi thì vị Phật sẽ không dẫn chung ấm thân về Phật giới. Như vậy là như thế nào ạ? Nguyên tắc chừng nào loại thần thả ra thì loại Phật mới tiếp. Mà mình nên chú ý này nè, ông nếu mà ông thần đó, nó trong cái dặn dò nó chưa có nói nhiều. Loại thần của hồn, thần của hồn là nó đi, nó không có rơi, mà nó đi theo cái chiều, nó rơi theo cái chiều cong của trái đất. Phải nhớ cái chỗ đó đó, vì nó không đi ra khỏi cái ngọn cây được, nó rơi theo, nó cũng rơi nhưng mà rơi không xa mặt đất được. Chỉ có cái loại cái rơi mà ra khỏi cái mặt đất, ra khỏi mấy ngàn thước đó, thì nó mới trở về Phật giới được. Còn không ấy, nó rơi, nó quay theo cái dòng luân hồi. Nó rơi đi đâu mà nó giống gì chiếc máy bay mình đây nè. Bay không cách nào ra khỏi cái sức hút trái đất được, mà nó bay vòng vòng theo sức hút trái đất. Có thể bay vòng quanh trái đất được, nhưng không ra được. À, phải hiểu cái công thức của nó vậy. Rồi, ông hỏi tiếp. Câu tiếp theo là, tuần trước bác có nói tu gì cũng có công thức rõ ràng. Vậy xin bác chỉ rõ về cách tu về thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Bây giờ muốn tu huệ nhãn thì bây giờ phải đi mua cái kiến. Mua kiến huệ nhãn. Giờ nó có bán đó. Có bán là bây giờ Mỹ nó phải xuất ra về cái kiến mà nhìn thấy còi âm rồi đó. Nó có cái tần số giải mã cao hơn cái tần số mà của cái gì nó đi ban đêm á, cái kiến đi ban đêm nó có 3% thôi, kêu mà hồng ngoại đi được 3%, còn tăng lên 10% là nó thấy cả hình bóng vô hình luôn, đó là huệ nhãn đó. Còn mình tu thì phải toàn năng toàn giác, mình mới tu toàn năng toàn giác này, có nghĩa là ông Phật á, ông biết sử dụng cái điện từ âm dương trong thế giới này. Trong thế giới này có 12 màu, ông lấy cái màu nào, ông coi chỗ nào, ông đeo vô, ông cũng đeo bằng cái con mắt thịt này thôi. Nhưng mà ông biết cách đeo vô để ông thấy, chứ không tài vậy đâu. Nhưng mà ráng bằng ông Phật đi, ráng toàn năng toàn giác mình mới làm được. Giống như thế giới này, mình muốn làm, muốn xây cái nhà, mình ráng học kỹ sư đi, học tốt nghiệp đi rồi mình làm được hết. Còn mình giờ tay ngang mà đòi thành kỹ sư sao được.
Đó, bây giờ khoa học nó đã chứng minh, bây giờ ai có đi qua bên Pháp và lên cái Eiffel đó, nó có 102 cái mắt kiếc để đây không thấy ở đâu, nó gắn cho mình xem càng xa càng mắc tiền. Ở trên tháp Eiffel mà cái tầng 1 á, nó có. Bây giờ không có thấy hành tinh nào nó gắn cho mình thấy. Nó rất có nhiều tầng. Nó được, bây giờ nó thuộc về kiểu bằng thiên nhãn, nhìn thấy các hành tinh luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Bác có thể bật mí cho con thấy bằng điện từ quang là cái thấy của Phật nhãn. Nói đúng là điện từ quang, mà điện từ quang mà cứ mà nó xé toạc cái vô minh á thì cái Phật nhãn mới thấy được. Nhưng mà trong thế giới này không nhìn lâu được. Muốn nhìn lâu phải về Phật giới á. Còn ở đây thì ông Phật á cũng là bởi vì cái Phật nhãn là ông có sẵn rồi, ông chỉ xé toạc cho mình ông thấy, mà ông thấy không thấy lâu được. Mà ông muốn thấy về cõi trời nào, cõi trời vô sắc, thì ông lấy cái mắt kiến không màu sắc, ông nhìn xuyên luôn. Còn ông muốn thấy mà cái huệ nhãn lại sao, thì ông dùng cái loại mắt kiến khác. Còn bây giờ giống như nhục nhãn của mình á, nhục nhãn mình là thấy vậy, chứ cái nhục nhãn Phật thấy khác. Nhục nhãn không thể Phật nó giống như mình ở đây cái tiếng nói mình á, đi thước chứ không Phật càng thước không nói được, là gì ông dùng cái thuật điện từ nó đẩy đi. Ông dùng cái thuật điện giống như mình ở đây giờ mình dùng micro có điện này nó đẩy đi, phải có cái, đây là cái thuật này. Đây giờ nên nói mình nói giờ cái tiếng nói mà sở dĩ mình nói đây là cái gì, nó là pháp, dạ, pháp trần nó đẩy được tiếng nói này đi, khoa học nó chứng minh được chứ. Nhưng mà phải đợi này, thời này thì mới nói vụ này được. Nhưng mà cái này nói để cho trợ giúp cho giác đồ vậy, giác ngộ giải thoát thôi. Chứ giác ngộ giải thoát là những cái này không cần tới. Mình cần nhất tạo công đức để đi về, biết công thức trở về. Chứ không phải mình làm được cái này cái kia rồi, nhưng mà cái đường về Phật giới mình không biết làm sao. Rồi uổng công vô ích. Làm thế này giống như mình ở đây mình cất nhà cho lớn, mẹ mốt mình chết mình bỏ hả? Chứ đâu có đem gì đâu, các do đây cứ lớn cỡ nào chết bỏ hết. Thành ra mục đích cái người tu là muốn tạo dựng ở đây ít đủ sống thôi, mục đích là đi về. Sau cùng là đi về chứ đừng đi nữa. Đời này lên cắt 3 cái nhà, đời sau vào cắt 8 cái nhà rồi riết cũng bỏ, đời nào cũng bỏ hết, chứ không có đời nào lấy nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Kính thưa bác, người tu thiền tông làm sao phân biệt đâu là giấc mơ bình thường, đâu là giấc mơ do vị thần báo đến? Giấc mơ vật lý là mình, ví dụ mình bữa đó mình muốn bệnh, muốn cảm, mình thấy. Còn vấn đề mà mình cái buổi chiều đó mình mơ mộng thấy gì tối đó là ông thần ông hiện cho mình, đúng không? Cô hồn ông hiện cho mình thấy đó. Gọi là nếu mà mơ vật lý là cái cơ thể mình nó mệt mỏi hoặc là bị bệnh thì đó là mơ vật lý. Còn cái mơ mà gọi là mơ mộng buổi chiều tụng kinh về tối thấy ông Phật hiện đó là mơ gì? Mơ gì? Cái ngành tu của mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi có hỏi tiếp. Hiện nay có một số người tu thiền tông lên những trang mạng khoe là mình nhìn thấy được các chư Phật, các cõi trời để mà lôi kéo người tu thiền tông. Người này làm như vậy là có thật tu chứng được hay không ạ? Người đó thành thánh rồi đó. Cái người đó thành thánh rồi đó. Vậy cứ theo mấy ông thánh đó, tốt. Chứ giờ sao? Thì ta xưng gì ta xưng. Thì nãy ta nói rồi, khi mà nó làm cũng xưng gì xưng, muốn xưng cục thượng đế còn được, ngọc hoàng còn được, thế đồ xưng thấy này thế kia dễ đi theo. Nhưng mà để trị cái bệnh này là do cái kinh Kim Cang trị. Thấy sắc âm thanh cầu ta là người đó hình. Phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Thế giới này cái gì nó cũng có đấu trị hết chứ không? Học chưa có gì. Mà đa số tụi nó thiệt những người mà thấy vậy đó ha, là hoàn toàn bên trong có cái gì.
Mà hiểu cái nguyên tắc này chứ không có cái nào thiệt đâu, đừng có lo nè. Rồi câu hỏi tiếp theo là những phi hành gia du hành ra khỏi trái đất, khi họ chết thì họ sẽ đi về đâu? Ra khỏi phi hành gia là ra khỏi trái đất, có nghĩa là chết, cái thân tứ đại á, nếu nó còn trong trái đất nó hút rớt xuống trái đất. còn cái trung thân nó phải trở lại ông thần quản lý á, kéo vào, anh rớt ở đầu trên trái đất ông thần cũng biết hết á. À, có nghĩa là anh tu, một là anh đi ra ngoài sức hút trái đất là nó bay ra không gian rồi nó bay nó mòn là nó hết, còn không ấy thay vì tưởng nó rớt đây mà rớt đằng kia, rớt trong rừng ai biết, rớt ngoài biển ai biết. Chết thân tứ đại phải trở về tứ đại chứ không chạy được ra khỏi, nó phải chạy về trong trái đất này mà nó không. Ví dụ mà cái phi thuyền nó rớt thì còn ta cũng biết ẩn định, còn mình rớt giống như cái hồ cát ở trong không gian này, được biết rớt đâu, rớt ngoài biển sao biết. Chứ máy bay rớt mà còn không biết, không chưa kêu con người mình đang thua gì. Tất cả gì không ra được, chết phải trở về đây đất hết. Còn mới mà phi hành gia mà nếu mà có phước đức, anh cũng phải trở lại đây để ông thần thực thi nhân quả đẩy anh đi. Chứ còn nếu mà nở không có gì thì ở đây, thì ở trong dòng tộc qua làm cô hồn gì là làm. Hoặc là có ác đức đó thì ông thần thực thi nhân quả, ông làm cái nhiệm vụ của ông. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao trời Tứ Thiên Vương nằm ở bầu hoàng đạo 2 mà có khả năng điều hành các hành tinh ở bầu hoàng đạo 1? Bầu hoàng đạo 2 nó cấu tạo bằng âm dương năm không năm màu sắc rất mạnh, gọi là dục giới mà. Cái con người mà bằng tứ đại không điều khiển tứ đại được, mà con đường muốn điều khiển tứ đại phải bằng điện từ âm dương năm màu sắc mà rất mạnh. Vì thế mà ổng nằm với bầu hoàng đạo 2 thì ổng mới điều khiển từ cái hành tinh vô sắc và cả cái của cái điện từ âm của tam giới luôn, điện từ dương của tam giới luôn. Rồi ổng điều khiển luôn cả cái các hành tinh trái đất này luôn. Ổng điều khiển cả cái mặt trời luôn, chứ không phải rồi ổng sử dụng bằng điện. Chứ còn nếu mà mình bằng vật chất mà điều khiển mặt trời chắc nó cháy mình luôn á. Còn nếu dòng ngoài bên 12 màu sắc không làm được, nó yếu hơn. Chỉ có cái cõi trời dục giới mới làm được cái chuyện này thôi. Đó là cái quy luật vật lý của nó. Cái điện từ nó rất mạnh chứ mấy. Nó dám, bởi vì mà tại sao phi hành gia nó bay ra ngoài không gian, nó nhìn thấy trái đất bay. Nó ủa trái đất đâu có đường, hồi xưa là Thượng Đế tưởng ở đâu, ai giờ thấy trái đất bay vòng tròn, bay lơ lửng nó quay. Phi hành gia nó thấy vậy, nó mới về, nó báo cáo lại. Khi nào con người ta đi ra ngoài, người ta mới hiểu được, chứng minh rằng trái đất nó không đụng đâu hết, mà nó bay lơ lửng trong không gian. Mà chỉ phi hành gia mới nói là thế này thôi. Mà cái chuyện này ông Phật cũng nói mấy ngàn năm trước không ai tin. Vì thế mà ông phải đợi khoa học chứng minh rằng thì đạo Phật Thiền Tông mới có được quyền nói ra. Còn nếu không chứng minh bằng khoa học thì Thiền Tông này người ta chửi, không ai chấp nhận hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Người có khả năng thấy được dòng điện từ âm dương bảo quản cơ thể và có khả năng ngắt được dòng điện để tự tịch diệt như vậy, người đó có sai với luật nhân quả này không? Bây giờ thấy gì thấy cũng nhân quả hết. Ông thấy cái gì không thành vấn đề. Mà ông ở, ông không công đức, ông không đi ra được là ở trong này bị nhân quả. Chỉ trừ ông có công đức, ông đi ra ngoài không bị nhân quả thôi. Còn nếu ở trái đất này không bị nhân quả phải vô làm loài của hồn á thì không bị nhân quả. Có hai con đường. Trái đất muốn không nhân quả, thứ nhất anh phải ép cho thân bất động, tánh bất động vô làm A-la-hán, gọi là tạm thời không nhân quả nha. Còn nếu cô hồn thì dính diễn không nhân quả trong trái đất này, vô cái loài đó dính diễn không bị nhân quả. Còn nếu mà muốn thoát ra nhân quả phải đi ra ngoài cái sức hút vật lý này thì mới là không nhân quả thôi, trở về Phật giới mới không nhân quả thôi. Chứ ở trong này đừng có mong tu cái gì đó. Tu cái gì đấy, ông trong kinh Địa Tạng nó vừa máy động là đã nhân quả rồi thì làm sao. Thế giới này thế giới vật lý nhân quả, anh vừa nhúc nhích là bị. Tại sao những người tu hành lâu năm mà không tự tịch diệt được
Khi bệnh thì nhờ bác sĩ duy trì sự sống. Đó. Tại sao những người tu hành lâu năm mà không tự tịch diệt được, rồi khi bệnh thì phải nhờ bác sĩ duy trì sự sống? Tu hành là ổng đâu có nói tu là tu, chứ ổng đâu có tu vậy đâu. Ổng gõ mõ tụng kinh rồi không phải tu. Ổng ngồi thiền không phải là tu. Nên nhớ là cái tu nó khác. Cái tu là phải vận dụng biến chuyển cái gì đó mới gọi là tu. Tu sửa. Thí dụ mình tu bây giờ cái mình sửa được cái gì mới gọi là tu. Chứ còn ngồi gõ mõ tụng kinh đó là tu không phải đâu. Cái đó là gõ cho chui chơi thôi. Anh tu 1000 năm, nó làm 1000 năm, còn ngồi thiền mà không biết công thức thì ngồi đó cho vui thôi. Chứ làm gì? Ngồi thiền anh phải làm cái gì? Đạt A-la-hán hay gì? Ngồi thiền mà đạt cái quả cao nhất ở trong thế giới này là tứ quả tinh văn, gọi là tu mới thành A-la-hán. Còn anh không đạt được cái này thì tu cái gì? Ngồi đó tưởng đâu tôi ngõ mỏ tôi tung kinh 50 năm là tôi tu cũng phải, làm cái điệt cho nó vui. Chứ làm sao tu? Tu nó khác. Tu là phải hành, phải làm cho chết cái này, chết cái thân này nè mới là tu. Khám phá được cái gì mới là gọi là tu. Chứ đừng có nói làm cho vô mà anh ngậu đầu anh gõ mỏ tụng kinh 100 năm anh cũng anh là anh thôi, chứ không có gì trời trời. Mà cái người rước anh là ai? Tu vậy muốn rước thì chỉ có mấy ông thánh là rước mình thôi, chứ Phật không có rước. Hoặc là mấy ông thánh cô hồn rước mình thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Bài kinh kính nguyện trước khi ăn có ý nghĩa gì? Cái gì? Bài kinh kính nguyện trước khi ăn có ý nghĩa gì? Cái này là kính nguyện là mình muốn giác ngộ giải thoát á. Thì cái bài kinh kính nguyện nó không phải là ấy, mà nó nằm trong cái bài kinh này có nhiều cái giúp mình. Một là Bồ Tát, hai là thần Kim Ca, ba là ông Phật nhìn thấy. Ông nhìn thấy ông nhờ thần Kim Cang tới giúp mình thôi. Chứ không phải là... Nếu mà kính nguyện mà nó phải đúng có ba cái trường hợp này thôi. Mà mình tỉnh nguyện phải chân thành đó thì mới được. Còn kiểu tỉnh nguyện mà cà lơ thôi cũng cho nó vui thôi. Rồi còn hỏi tiếp. Xin Thầy giải thích giúp con sự khác nhau giữa vũ trụ và càn khôn vũ trụ. Như thế nào? Tức là vũ trụ và càn khôn vũ trụ nó khác nhau như thế nào? Vũ trụ là có một cái có cái giới hạn. Trong không gian này có cái giới hạn gọi là vũ trụ. Còn càn khôn vũ trụ là nó bao la trùm khắp. Tiếng Việt Nam mình gọi là bao la trùm khắp. Còn tiếng Việt Nam mà vũ trụ gọi là nó là không gian mình nói vậy thôi chứ không có chịu trùng khắp. Chứ càn khôn vũ trụ này do người Trung Quốc ta lập, còn mình đó thì mình gọi là không gian bao la trùng khắp. Nó chỉ sai với những cái danh từ vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Trường hợp nào cô hồn bắt chết oan người? Tức là người bị chết oan á, là trường hợp nào bị cô hồn bắt? Chết quan là do cái nghiệp của mình chứ, do ông thần thực thi nhân quả chứ. Chứ cô hồn bắt đâu. Nhưng mà thế giới này khi mà mình mà đang sống mơ mộng cái gì đó mà tới nhân quả mình mất á, thì mình mơ đó thì nó đi theo, là cô hồn nó dẫn mình đi. Thì mơ nó, mơ nhập bọn thì nó dẫn mình nhập bọn thôi. Rồi con hỏi tiếp. Con kinh doanh ế ẩm, con cúng cô hồn, con chỉ nói tôi cúng cho các vị ăn, các vị tạo điều kiện cho tôi kinh doanh thuận lợi để tôi có điều kiện làm công đức. Nếu con cúng vậy có được không? Mong Thầy dạy cho con. Được, nó cũng được. Nên nhớ một điều á,
nếu mà con làm vậy kinh doanh mà con lấy một phần công đức đó, cô hồn này nó có đây nè, nó dần dần nó sáng, nó tự nhiên nó bỏ kiếp cô hồn, nó trở làm người. Nhưng mà muốn tìm lại cái này nó phải lâu lắm, chứ không phải muốn tìm mà tìm đâu. Khi nào mà Tiền Tông công bố ra thì nó làm vậy được. Còn nếu mà nó được thì nó cũng trở lại làm người, nó quay theo cái kiểu mà gọi là chờ thời á, chờ đợi khi công bố quyền ký ra thì nó sẽ được trở lại làm người. Vì thế mà nên nhớ là một điều, cái khi mà cái làm người mất, nên nhớ là cái Thiền Tông nó công bố ra nó không quá 100 năm. Qua mình thấy 10.000 năm. Mà bây giờ mình có 100 năm ăn thua vậy. Đó, thành ra mình phải muốn tìm được cái này nó khó. Thì ai làm vậy thì cũng tốt thôi, nhưng mà nên nhớ là mình lo mình trước đi, đừng mới lo cái kia sao. Thì bây giờ mình tự mình làm, mình bây giờ nếu mà mình á, mình làm ăn chân chánh á, thì dụ cái người ta thích ta tới. Còn nếu mình làm ăn lương lẹo mình phải trúng cô hồn, thì cô hồn nó phụ mình, thì cái đó là không tốt. Nha. Mình phải làm sao làm chân chánh để cho ai cũng thương mến mình thì được. Cái đó nó thực tế hơn. Rồi con hỏi tiếp. Sau khi con được truyền bí mật Thiền Tông, con về chùa thì lại bị nhức đầu. Hiện tượng đó là sao? Xin thầy giải thích giúp con. Sau khi con được truyền bí mật Thiền Tông, con về chùa thì lại bị nhức đầu. Thì cô hồn nó không thích cho con. Nhức đầu là cô hồn. Cô hồn ở trong thân con tuy là truyền vậy chứ thế. Nhưng mà có nhiều khi cái truyền đó thì nó thể là những cái bài thơ về kệ không phải do mình xuất phát từ tánh Phật đâu, mà xuất phát bằng cái tánh mượn. Thành ra mình nó có trường hợp này. Vì thế mà ta nói truyền thiền 95 người rút lui là sao? Là do cái vụ này. Nhưng mà nguyên tắc á, mình đạt tiêu chuẩn là ta truyền cho mình thôi. Nhưng mà muốn đi trong 5% này thì mình phải cố gắng. Đừng có gì hết. Bây giờ mình chưa truyền thiền được, mình cố gắng mình đọc làm sao mà cái xuất phát từ tánh Phật của mình ra, thì cái bài thơ này nó có giá trị, là một. Thứ hai nữa là nó không bị giả. Chứ còn mà mình chấp chỗ này câu, chỗ kia câu thì chắc chắn nó giả rồi. Nhưng mà nguyên tắc truyền thiền, trong quan kiểm thiền ta thấy được thì ta tặng cho mình thôi. À, thì gì những cái trường hợp này là đúng là nó tới, vô là đâu được, bởi vì đâu phải là thật tình đâu. Vì thế mà cái mấy ông thánh là không chịu, ông kéo mình ra, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Người theo pháp môn Thiền Tông thì sau khi chết lâm sàng bao nhiêu tiếng đồng hồ thì thức dậy, họ có nhớ về đường về Phật giới hay không? Và có cách nào để giúp cho người tu Thiền Tông không quên được? Cái đường về Phật giới là ta nói cho rõ đó. Mình mà nào cái công đức mình sẽ sáng suốt thật tình, nó nhớ rõ lắm. Trừ trường hợp cái công đức của mình mà nó bị vô đen, hoặc là mình không thực tình đó, thì nó khó mà biết rõ lắm. Mình phải hiểu cái này. Cái thích thiệt, thứ thiệt không sợ cái gì hết á. Tại bởi vì nói vàng thiệt không sợ lửa là ở chỗ này. Chứ mình đừng thấy người ta truyền thiền mình cũng ham nhào vô thiền. Mình được rồi. Nếu mình chưa đạt cái trình độ này, giống như mình đi học lái xe, nếu mình trình độ đạt rồi thì cấp bằng lái xe an toàn. Còn mình chưa đạt cái trình độ này, mình chắc chắn ra ngoài có chuyện gì xảy ra mình không xử lý kịp, đó là do mình hại mình thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, câu tiếp theo là sống bằng tánh Phật là sống như thế nào? Tánh Phật là thanh tịnh, ai chửi gì thì chửi giống như nước đổ lá môn, ai nói xấu gì giống như nước đổ bạc hà thôi, đó vậy thôi. Thế giới này là không có cách nào mà người ta, mình không có cách nào làm cho người ta vui 100% được hết. Thì thôi ai nói gì nói, ai chửi gì chửi kệ người ta, vậy thôi. Có nghĩa là mình sống ở đây mình biết người ta chửi mình là tại người đó ta âm, ta nhiều, ta chửi mình. À, có gì có người còn người ta khen mình, người đó dương nó khen mình, chứ không nhập gì.
âm cũng không hại mình, mà dương cũng không cho mình được đồng nào à, thì thôi mình cứ hiểu cái thế giới này gọi là thế giới nhân quả mà thế gian, mình hiểu vậy mình sống khỏe thôi. Nhưng mà vô thiền tông có một điều là rất khỏe là gì, hồi xưa mình không hiểu cái gì, ai nói cái gì mình cũng nghe, rồi giờ mình biết rồi, thế giới này lắm loài sống chung, thần người ngã quỷ rồi mình coi nào, mình con người, con người phải có trí tuệ mới nhìn thấy cái thần với cái ngã quỷ này, mình con người phải trí tuệ thì không làm bất cứ gì. Thì hồi xưa mình không làm đó, mình cứ đi tùm bum hết nổi, mà cái Tết thì phải đi thập tự 10 cái cảnh chùa, đi cảnh chùa thứ 9 bị xe bị đụng. Ủa tại tôi đi tới 9 cửa chùa mà cũng xe bị đụng. Rồi sao đó, mình hiểu là cái trí tuệ, mình muốn đi không ai rầy, nhưng mà đừng có chú ý tới cái chuyện này, muốn đi viết chùa nào thì đi, đi để xem cảnh chùa, chứ đừng vô đó rồi cầu xin phước, cầu xin lộc, đừng có xài cái đó nữa. À, rồi con hỏi tiếp. Nếu con tạo công đức thật nhiều mà con cũng tạo phước đức nữa thì có ảnh hưởng gì tới con đường về Phật giới hay không? Mình nhớ là tạo công đức thì về Phật giới, phước đức là giảng sanh, nên không tạo thôi, mình không tạo thôi. Có nghĩa là mình sử dụng cái phước đức hiện tại, là mình xài cái lương tháng trước á. Bây giờ mình sống đây mình có cơm ăn áo mặc đủ là do mình cái phước này, cái đời trước mình tạo ra. Bây giờ về hết rồi đâu cần tạo gì, mình tạo đời này để cho tạo, để cho đời, cho đời sau. Cũng như mình đang làm cái tháng lương này để gì? Để xài cho tháng sau chứ không phải xài cho tháng này. Vì 30 mới lãnh chứ đâu phải mà lãnh đó rồi. Có nghĩa là một tháng 30 ngày đến ngày 30 mới lãnh để qua ngày 1 tháng sau xài. Thì cái đời trước nó cũng vậy, để hiểu cái nguyên tắc này. Rồi câu hỏi tiếp. Trong kinh có nói bà chủ quán hỏi giảng sư Đức Sơn: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, xin về giải thích giúp con à. Thế giới này Đức Phật nói là cái quá khứ hiện tại vị lai không có nào được, nên không có tu. Bởi vậy thành ra ông Đức Sơn ông tưởng ông giỏi, ông giải thoát lào gặp bà bán quán ở chứ giờ thầy tôi tu tâm phải không, tâm nào ba tâm không đồng là được, tu cái tâm nào đâu. Thì ông kia bó, ông cứng hỏng rồi, ông mắc cỡ. Ta là một giảng sư lương danh rồi đi giảng đạo mà hỏi ông tu sao, nó tu tâm hỏi là bà đây mới nhào ra mới hỏi chủ tâm, ba thời tâm không gây tâm nào được mà thầy tu quý nào không nào. Thì ông chỉ cứng hỏng thôi đó, mà thì bà thì ông mắc cỡ như bà bán quán đó, một vị giảng sư mà lừng danh hỏi một câu đơn giản mà không trả lời được. Thì giống như bây giờ có nhiều vị đi giảng sư hỏi thưa thầy, thầy dạy đạo để cái gì, nó để giải thoát, hỏi công thức sao không biết. Đi dạy hỏi chứ giờ thầy dạy thầy gì đó, tao giáo sư anh văn đó, hỏi chứ hỏi cái chữ anh văn không biết. Rồi giáo sư cái gì thì cơ thì kỹ nước đi lừa ta thôi chứ nói gì giờ. Và mình phải nói thẳng ra cái gì nói. Bây giờ cái này nói là nó rõ ra, không sợ ai. Anh không biết là đi lừa tao đó. Đi giảng sư mà hỏi mấy câu đơn giản mà không biết thì giảng sư cái gì. Rồi hỏi tiếp. Câu tiếp theo thiền sư Huệ Hải hỏi: trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói ai nói ta nói Kinh Kim Cang người đó phỉ báng ta, còn nếu nói Phật nói Kinh người đó chê bai Kinh, vậy xin thầy giải thích giùm con. Cái câu này đó, nói là Kinh Kim Cang nói là trong kinh á, thì hỏi Đức Phật tu cái gì, nó tu dạy giải thoát. Rồi hỏi chứ nếu mà trong kinh mà nói giải thoát là không có kinh nào dạy giải thoát hết. Hoàn toàn chữ kinh là không có giải thoát. Mà giải thoát này nó nằm ở trong cái giáo lý và cái quyền ký thôi. Mà nếu mà nói mà ông Phật cũng lập ra cái đạo, mà nếu không có giáo kinh thì làm sao có cái đạo. À thì đạo ông mới gài cái này. Nếu mà nói, nếu ta nói kinh á thì ông chửi ra, còn nếu mà ta không nói
thì ông phỉ báng ta. Ông gài cái câu nào cũng chết. Có nghĩa thế giới vật lý ông gài cái này lại cho cứng họng mấy người hỏi luôn đó. Muốn giải thoát phải đi qua cái không cái khải kinh mà là quyển sách dạy giải thoát. Nha, nó gồm có cái quyển tập quyền ký và cái quyển giáo lý. Này, như thế hiểu. Rồi tưởng đâu là nói kinh à. Mấy ông thầy cũng nói ủa đâu có kinh nào dạy đâu. Ông không hiểu. Mà cái này ông dạy cho ông thầy như ông Thước Tiến ông nói ủa tại sao mà tại sao Đức Phật không có nói mà chùa Tân Diệu nói. Đã người ta giáo ngoại việc truyền đi đâu, kinh điển ông biết. Ông thọc trong kinh làm sao ông biết. Cái này nó bí mật nó truyền đi. Mấy ông tổ cầm đi. Cầm đi không biết thế nào, giao cho bà này công bố ra. Có vậy thôi, bà già bà công không được. Kiếm con bà kêu ra dùm vậy thôi. Rồi mới kiếm trong kinh làm sao có. Trong kinh làm sao có cái dạy thoát này đó. Tại ta không biết. Rồi không biết rồi sao. Cái ngã con người nhậu rồi, rồi kiến chấp chửi ta. Tu mà dữ quá. Ở ngoài nó chửi đâu, không chửi nặng à. Ở ngoài chửi nhẹ nhẹ mà chỗ mấy ông tu chửi dữ lắm. Rồi hỏi xin ngày xưa các vị tổ truyền tổ với nhau. Vậy thì một vị thì chỉ giúp được cho một người. Vậy thì làm sao có đầy đủ công đức để trở về Phật giới? Cái chuyện về Phật giới không phải là đời này ông giúp đâu. Ông có được trước rồi. Mấy ông đó là cũng làm sao tên kêu bằng xuống là làm tình nguyện viên cho ông Thích Ca thôi. Chứ còn chuyện về Phật giới đối với ông ta có sẵn rồi. Cái chuyện này là chuyện tình nguyện viên thôi. Chứ còn ta đã có rồi. Cũng như là cái ông Sâm giờ ông hồi làm tổng thống đương rồi sao ông ăn. Mà chuyện thiếu vậy ông ăn chịu được. Cái người đó muốn về lúc nào ta về nha. Người ta vô đây để ta mượn thân ai để làm gì. Vì thế mà tại sao ông Thích Ca ông biết cái đời này ông kia. Ông Thích Ca ông nói luôn mà nói, thấy không? Ông Thích Ca ông biết rồi. Thì cái người đó là gì? Là ông Thích Ca nhờ đó. Chứ không nhờ làm sao biết. Không nhờ sao biết. Ông Lục tới ông bà không biết chữ. Mà tới bà đừng có tiền nữa. Hỏi sao vậy? Ông không biết chữ mà tiền gì. Đó, tôi phải nói vậy. Rồi tại sao nó du nhập vô Việt Nam được? Cái người bình thường là không nhận mà. Cho cái ông Trần Nhân Tông cũng nhận. Ông làm vua mới nhận được. Làm vua nhận được cái pháp môn này nó mới tồn tại đến mấy trăm năm sau. Cho một người bình thường nhận cái này là không tồn tại được. Nó qua cái thời kỳ truyền thiền mà. Nếu ông Trần Nhân Tông không nhận được cái tập quyền ký quyển giáo lý này thì mất liền. Giờ ông này không biết ông giấu bằng kiểu nào, ông lo lẽ làm sao. Ông làm sao mà dạy giao của bà này tôi không biết. Nhưng mà phải có con người đặc biệt có nhiệm vụ đưa mà tối mật 700 năm. 700 năm sau từ Trần Nhân Tông 700 năm sau mới công bố cái này đó. Không phải nhỏ đâu. Đó là do Phật ông sắp đặt sao mình không biết. Rồi con hỏi. Con đọc sách Thiền Tông và con bị buồn ngủ và chảy nước mắt. Thì đây là nguyên nhân gì ạ? Chảy nước mắt là cảm ngộ buồn ngủ rồi mình. Tại vì vật lý mình buồn. Vật lý của mình chán quá mình buồn ngủ. Thế giới vật lý cơ thể mệt thì ngủ. Có vậy thôi. Con cảm ngộ rồi mình hiểu. Mà từ xưa giờ chưa ai nghe nói. Mà giờ mình nói mình hiểu. Mình cảm ngộ mình khóc vậy thôi. Giờ con hỏi tiếp. Câu tiếp theo là kiến tánh thành Phật là các con phải sống như thế nào để được kiến tánh? Nếu mà kiến tánh là khi nào, bởi vì ông Phật đó khi nào mà muốn về Phật giới phải kiến tánh mới thấy con đường về. Còn về công bố quyền ký rồi không cần kiến tánh, ta chỉ đường rồi, khỏi cần. Em đã kiến lại ta chỉ đường rồi còn kiến chi cho nó mệt, theo mò thế nó đi. Rồi hỏi tiếp. Dạ. Các con phải tu làm sao để có Phật nhãn? Muốn có Phật nhãn thì không á, mình có công đức nhiều Phật nhãn nó mở ra chứ tu cái gì. Đạo Phật không có tu. Muốn Phật nhãn mở ra thì công đức nó vô thì tự nhiên
cái phá cái âm lực của trong cái tánh người thì cái tánh Phật nó mới nhìn thấy xa, thấy biết. Chứ tu gì, cái này có tu mà chỉ tạo công đức, tự nhiên Phật nhã mở ra. Giống như cái nhà này nó tối thui, giờ làm sao có nhà tối, tôi tu sao cho cái nhà tối, nhà sáng, không có tu. Đem bóng đèn mở vô nó sáng, nó không có tu. Nhưng trong cái thế giới tối này không có làm cái gì mà nó hết tối nữa đó. Là càng làm càng tối, muốn hết tối, đưa bóng đèn vô, sáng trưng rồi. Con xin Thầy giảng rõ cho con hiểu thế nào là bản lai diện mục, thế nào gọi là Niết Bàn. Bản lai diện mục là cái mặt mắt ngàn đời của con mình, là nói cho chỉ Phật tánh á. Còn Niết Bàn là chữ thanh tịnh. Niết Bàn này nó có hai cái nơi, hai cái loại Niết Bàn: Niết Bàn quá thành và Niết Bàn bảo sở. Niết Bàn quá thành là ngồi đây ép cho nó thành cái Niết Bàn, gọi là Niết Bàn A-la-hán, cũng gọi là Niết Bàn thanh tịnh. Còn Niết Bàn bảo sở là cái Niết Bàn tự nhiên, nó nằm ở đâu? Nó nằm bên Phật giới đó. Gọi là Niết Bàn tự nhiên, gọi là Niết Bàn bảo sở. Còn Niết Bàn bên đây gọi là Niết Bàn quá thành, Niết Bàn tạm bỡ. Nó có hai cái Niết, là chữ thanh tịnh. Thanh tịnh Phật giới và thanh tịnh trong thế giới vật lý. Phải hiểu hai cái nguyên tắc này. Rồi hỏi. Các vị tổ thiền tông, nếu như các vị đó không trở về Phật giới thì các vị đó sẽ ở đâu trong cái đất này? Đến về Phật giới được ở đâu, nó về Phật giới ở Phật giới. Các vị tổ về Phật giới là người ta thành Phật rồi thì ta đi đâu chuyện của ta. Mới nên nhớ rằng thiếu rồi mà thành Phật nhỏ đó thì ở vĩnh quẩn ở tam giới này thôi, độ người tam giới này thôi. Còn nếu Phật Phật trung thì độ người trung thiên thế giới, Phật cả đạt độ người đại thiên thế giới. Đó mình phải hiểu cái nguyên tắc, giống như chiếc xe chở 50 người chắc xe bự 50 người, xe vừa chở 15 người, xe nhỏ chở 4 người cũng là chiếc xe. Chứ ở đâu, còn cái chuyện lực của người ta là mới biết cái chuyện đó. Rồi hỏi tiếp. Tại sao khi đi lạy các đám thì công đức lại bị bôi đen? Và nếu bị bôi đen thì bôi đen toàn bộ hay là bôi đen một phần? Bôi đen toàn bộ luôn. Còn vấn đề mà tùy theo mình chấp nặng thì nó đen này đen nhiều, còn chấp ít thì nó bôi đen ít, nó vậy thôi. Nhưng mà đã bôi đen thì không sử dụng trong Phật giới được. Trong Phật giới á, một cây công đức mà nó sáng á, thì vị thần không có đụng được thì mới thả mình ra. Còn nếu bôi đen ít thì giống như mình cái dây điện mà bọc ít vậy, cũng không vậy, bọc dày bọc mỏng cũng không có, ông thần cũng động được hết à. Chứ nào mà không bôi đen thì ông thần mới thả mình ra, mình về. Thì mình về thì có một Phật dẫn mình về, làm quả tiêu dẫn mình về. Chứ nếu mà không có ông Phật thì thôi mình cũng không biết đường đâu đi. Rồi con hỏi tiếp. Thầy có thể tổng hợp lại cho con thành một cuốn sách nhỏ, trong đó gồm có cách tạo công đức và cách đường về Phật giới được hay không? Giờ sách nhỏ gì, bây giờ là trai nay người ta nói, giờ thì mình đã cô đọc lại thì mình tự mình viết. Chứ trong 12 quyển sách ta nói rõ rồi. Còn nếu muốn nữa thì phải đợi cái giáo lý đi ra. Giáo lý mà nhà nước cho ra thì khỏi cần hỏi ai hết á. Là kêu bằng Phật sống rồi đó. Giáo lý đi ra ai hỏi gì cũng biết. Khỏi cần hỏi ai hết. Nhưng mà phải cố gắng đi thì để coi. Đi xuống núi Sam coi cái giáo lý có ra không. Chứ không có ra là chịu thua. Rồi hỏi tiếp. Người có tư tưởng vô thần cộng với phước đức lớn có thể được xem là bạc của thần Kim Cang hay không? Người có tư tưởng vô thần cộng với phước đức lớn có được xem Kim Cang hay không? Vô thần, tư tưởng vô thần, thần
Tư tưởng vô thần là không có nói về, không về tâm linh á, không có, ta không có tin cái này. Rồi sao? Ta không tin cái thế giới vô hình. Và nói gì vậy? Nếu không tin thế giới vô hình thì đừng có can thiệp, đừng có bàn tán cái chuyện gì cho nó mệt nữa. Đã vô chứ. Vô hình là bây giờ thế giới này gọi là có hai cái loại, hữu hình và vô hình. Nếu chấp nhận cái hữu hình, không hiểu cái vô hình thì giờ sao? Thì mình đâu có làm gì được. Đã đây là gọi là kiến chấp đoạn. Trong Phật giáo gọi là kiến chấp đoạn. Cái này không làm gì được hết. Rồi con hỏi tiếp. Loài ngã quỷ có phải là tác nhân tạo ra nhân luân hồi hay không? Loài ngã quỷ là do cái tưởng con người, nó sợ. Nó sợ mang thân này. Mang thân này nó khổ. Nó đi làm ăn nó mệt. Giờ nó không, nó muốn vô cái chỗ mà không làm có, mà ở trái đất này thì chui vô cái loài ngã quỷ. Cái là do cái tưởng con người. Rồi con hỏi tiếp. Người tu thiền tông thường làm các việc như sau: đọc 11 quyển sách, tư duy để tỏ tường lời Phật dạy, âm thầm làm công đức để giúp người khác giác ngộ và giải thoát, và cuối cùng là giúp cho vị đạo nhân vô tu vô chứng cũng được như mình. Con hiểu như vậy là có đúng hay không? Dạ. Người tu thiền tông là phải thực hiện được các điều như sau: là đọc thật kỹ 11 quyển sách, phải tư duy để tỏ tường lời Phật dạy, và âm thầm làm các mục đích để giúp giác người giác ngộ và giải thoát, và cuối cùng là giúp cho vị đạo nhân vô tu vô chứng được rõ ràng như mình. Con hiểu như vậy là có đúng hay không? Có đúng á. Có đúng, nhưng mà tại chưa có hiểu ông đạo nhân vô tu vô chứng là cái ông nào. Đúng ra thì làm thì vậy là rất đúng á, nhưng mà giúp, nó giúp ông đạo nhân vô tu vô chứng, ông nào, ông đạo đó là ông nào? Có hiểu cái này, nó sai là sai. Giúp ông đạo nhân vô tu vô chứng, biết ông đó ông nào không? Và là giúp nó hiểu sai chỗ này. Cái này đó, cái ban đầu thì rất đúng, cái sau nó vượt qua cái tưởng của mình rồi. Đạo nhân vô tu vô chứng là ai mà giúp mình được? Có nghĩa là giúp cái ông này, ông về bên Phật giới á, thì ông đó là đạo đang vô tu vô chứng mà biết ông nào. Mình biết giúp, mình không biết giúp mình được không mà giúp ông kia. Nhưng mà mình cứ giúp bình thường, người nào trở về Phật giới, ông đó là đạo nhân vô tu vô chứng đó. Phải hiểu cái này. Có nghĩa là mình được một ông đó rồi, về Phật giới như trời. Ông về trước, mình về sau à. À, rồi con hỏi tiếp đi. Người muốn tạo công đức, người muốn tạo công đức vào chùa Vật Lý đọc tụng kinh chung với các ở trong đó để tìm hiểu rõ về những người đó và giúp người ta biết được thiền tông. Con làm như vậy con có được công đức hay không? Vô chùa Vật Lý tụng riêng mình cũng theo người ta luôn công đức vậy. Có nghĩa mà làm sao vô chùa Vật Lý tụng kinh thì được, với điều kiện tụng xong rồi kèm cho một cái quyển Trần Nhân Tông kéo đi ra được. Chứ mà vô tụng hoài mà không đưa vậy, tụng đã đời phát cho mỗi người cuốn Trần Nhân Tông cho mượn cho được cho luôn. Đồng, kéo được ông nào ra thì ông đó bật mai được phần nửa công đức đó nha. Mà ra rồi bỏ túng bỏ cụng nữa là được chắc chắn rồi. Thế mà vô nó rồi ngồi tụng hoài thì cũng giống như người ta riết là âm luôn, nó xuống sình, nó lúng luôn, rồi mình nín thở luôn. Giờ có hỏi thế đi. Thần chủ quốc gia là ở trên núi cao, nếu vượt qua núi thì thần không bắt được. Vậy thì những người đi máy bay chết hay những phi hành gia bị chết ngoài không gian thì vị thần đó có bắt được mình hay không? Nó rớt, vật chất nó cũng rớt vào trái đất. Rồi trong ấm thân nó cũng rơi về đây chứ đi đâu. Bởi tuy là tứ đại nó có chết, nó không hoạt động, nhưng mà nó phải lực hút trái đất, nó phải rơi trở lại. Giống vậy chứ bay, nó bay đâu cũng bay, nhưng mà rớt cũng xuống đất, xong chạy nó không có rớt đi ra ngoài đâu mà được đâu. Thấy không? Thì mình hiểu tất cả gì cũng phải trở lại trái đất. Mà lại trái đất thì giờ thí dụ nó rớt bên Mỹ đi,
nó nói cái trung ấm thân này của Việt Nam, nó hoàng vô Việt Nam, đụng Việt Nam. Cũng như mình gửi thơ đó, ở xã Tân Mỹ, gửi ra Hà Nội được mà thấy cái tỉnh Long An, nó từ từ đưa dần dần. Cũng về đây chứ chạy đâu, nó chạy theo cái địa chỉ. Hồi đó không, hồi đó trung ấm thân này ở xã nào, thì nó trở về cho xã đó, thì ấm thân lộn là rồi mày có chạy đâu, không ai chứa. Giống như mình ở đây, nếu mà có người chứa thì mấy thằng ăn cướp nó chạy trốn được rồi, nó đâu có ai chứa đâu. Nó thành ra cái gì cũng phải trở về cái gốc, chứ không có ai chứ, chúng ta không nào thoát qua cái quy luật này. Lưu vực này là phải hút trở về cái nơi mà xuất phát, chứ không có cách nào chạy được cái chạy đi cái nơi khác được. Rồi câu hỏi. Trái đất quay thì có nhân quả, vậy chứ những người phi hành gia mà lên sao hỏa chết thì nhân quả kéo như thế nào? Ta nói cái gì, sao hỏa nó cũng trong bầu hoàng đạo một chứ nằm ở đâu. Sao nào, có nghĩa là tứ đại nằm ở bầu hoàng đạo một, nó trở về vị trí của nó, không có cách nào thoát ra được hết. Đâu có phi hành nào về phi hành gia nào bay ra bầu hoàng đạo hai được đâu. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo, ngạ quỷ chúa có phải là trưởng cô hồn dùng hay không? Ngạ quỷ chúa là cô hồn trưởng thế giới, chứ dùng gì? Là chúa, chúa là chúa thế giới, cô hồn chúa thế giới, thì đi khắp thế giới, chỗ này nó lập chỗ này cái miễu, mà chỗ kia làm cái miễu nữa. Nó muốn đi đâu, nhưng mà cái nhà của cô hồn trưởng thế giới nằm ở đâu? Nằm ở Hy Mã Lạp Sơn á, đi đâu đi cũng về đó ở à. Rồi thần chủ thế giới đi đâu đâu cũng về núi, về trên cái đỉnh núi ở, còn cô hồn nằm ở dưới chút, nằm lưng chừng núi chút. Có nghĩa là trưởng thì phải nằm ở chỗ cao. Ví dụ thần chủ quốc gia thì nằm ở núi Phan Xê Băng ở Việt Nam, để ông cổ hồn hồn quốc gia nằm ở dưới chút, ông kia 3,000 thước, ông này 2,000 thước cũng nằm ở dưới kia chứ đâu không có chạy đường nào hết. Rồi có hỏi tiếp. Người theo pháp môn thiền tông đã tạo được công đức nhưng cái tưởng của mình vẫn còn nhiều, thì cô hồn có nương theo cái tưởng của mình được hay không? Mình tạo công đức nhiều mình tưởng không sao, cô hồn không dám lại gần, nó không ăn theo được. Nhưng mà mình tạo công đức bởi vô đen, tưởng cô hồn theo. Nguyên tắc sẽ tưởng mà đừng cô hồn kêu mà thần quỷ thần kinh á, thì nó không làm gì mình được. Còn nếu mà quỷ thần nó nương được thì rồi thôi thua, thì cũng phải theo việc làm của nó, thì cái tánh người nó trở thành là công cụ của thần và thánh. Rồi hỏi tiếp. Tốc độ và hướng di chuyển của bão là do ai điều khiển? Tốc độ và hướng di chuyển của bão là do ai điều khiển? Cái đó là do sức hút của ông bà thần chứ không, cái đó là do ổng thôi, do ổng bả thôi chứ không có ổng ai điều khiển ổng bả. Do sức hút của ông bà. Rồi hỏi tiếp. Trái đất quay và mặt trời quay như thế nào để tạo ra được 4 mùa xuân hạ thu đông? Trái đất nó quay nó trên lệch. Ví dụ mà cái đường xích đạo á, mà trái đất á, nó nghiêng cái bắc, cái hướng bắc á, nó nghiêng gần, nó đi vào trong cái đường xích đạo, thì phía bắc nó thuộc về mùa hạ. Rồi còn nếu mà cái đất mà nó nghiêng về cái phía nam vô đường xích đạo thì phía nam nó thành mùa hạ. Còn Việt Nam mình á, cái miền nam Việt Nam nó thuộc về miền nhiệt đới, không nóng lắm mà không lạnh lắm. Còn Hà Nội nó thuộc về ôn đới, có lúc lạnh lúc nóng nhưng mà nó không đến băng tuyết, trừ cái dị biến cao hơn về Hà Nội thì nó có băng tuyết, nhưng mà càng cao nó băng tuyết rồi, là do nó băng tuyết là nó xa cái mặt trời quá đó thì nó mới tạo băng tuyết. Vì trong không gian này gọi là băng tuyết, trong không gian nếu không có mặt trời nó đóng băng luôn,
Nhờ cái lòng mà mặt trời nó mới xóa tan cái băng này, nó tạo cái lực ấm cho vạn vật sợ sinh sống. Rồi con hỏi tiếp. Trong trái đất này, sự phân chia của các quốc gia và ngôn ngữ theo quốc gia là do ai sắp xếp? Trái đất này do bao nhiêu quốc gia, rồi bao nhiêu dòng tộc, và nghĩa là do cái nghiệp của con người, do con người tạo ra nó ra cái này. Mà đầu tiên sơ khai trái đất này vừa thành lập thì số người rất ít, nhưng mà đâu ít hay không nó cũng có bốn cái dòng tộc trong trái đất này thôi. Rồi từ những số ít người này mới tạo ra cái nhân quả. Nhân quả nó là cái nghiệp, thì do cái nghiệp nó dẫn đi. Như nước Việt Nam mình đó, bây giờ nếu mà trái đất này là 7 tỷ năm mà cứ 10.000 năm Việt Nam mất, rồi sau cái 3.000 năm cái nó ổn định lại qua thời kỳ đầu đồng, ở đầu đá, thì 7.000 năm nó vào thời kỳ đầu đồng. Mà nước Việt Nam mình đó thì thành lập trước thời đời đầu đồng là 2.800 năm. Có nghĩa nếu mà tới Việt Nam mình đó, nếu mà nói về cái lịch sử của mình đó, thì hiện giờ tới tồn tại được từ ngày mà Kinh Dương Vương lập quốc tới giờ, Việt Nam mình là 4.897 năm, tính tới 2018. Có nghĩa là khi Đức Phật ra đời, nước Việt Nam mình đã có chữ trên 2.000 năm. Đó, phải hiểu như vậy. Rồi chứ không làm mà thế giới nó mất thì Việt Nam cũng đi theo. Rồi sau đó thì cũng trở lại, cũng lại cái ranh giới này. Đến khi nào đúng chu kỳ nó mất. Khi một vị Phật ra đời thì 3.000 năm sau thì trái đất bị hủy diệt. Cái chu kỳ vậy, cứ 10.000 năm nó quay hoài, cứ vậy, cứ đúng vậy thôi. Chứ không phải như ông Nhật Từ nói mà mà ông Phật 10 tỷ năm ra đời, ông nói không có căn cứ. Phải không? Ông gọi là ông tưởng thôi, ông tưởng nói vậy thôi. Cái lúc thì ông nói 5.000 năm, rồi lúc mà 7.000 năm, 8.000, 8 tỷ năm, rồi 10 tỷ năm. Không có đúng, không có cơ sở. Mà Việt Nam mình nói là bây giờ tại sao mấy ngàn năm bây giờ hỏi chứ cái thời mình coi cái thời cái nước mà Văn Lang mình đó, bên Tàu đó, Văn Lang mình nó nằm ở bên Quảng Đông của Trung Quốc á. Bên đó hồi đó mình là một cái bộ lạc Trung Quốc, nó đã lập quốc trước mình 2.000 năm chứ không ít đâu. Rồi nó dài xéo mình. Rồi bắt đầu á, Kinh Dương Vương lập quốc nói sao? Nước tôi là nước xích quỷ á, nào đụng tới cho chết. Ông hù cái này hết ông mấy cái hồn. Rồi sau này mới đổi lại là nước Văn Lang, chứ đầu tiên nước mình là nước xích quỷ, hù mấy thằng kia chứ đâu phải. Tức bởi vì nó mà từ cái bộ lạc mà lên lập quốc không phải dễ đâu. Bộ lạc là nó là lệ thuộc của mấy cái nước đó. Nhưng mà từ trong nước nó mới tách ra thành một cái nước, mà nước phải chưng chưng hùng chưng bá vậy mấy kia nó mới sợ. Thì mình phải hiểu cái nguyên tắc, dù có trái đất mình có tiêu cái gì thì cái nước nào nó cũng tồn tại lại, nó cũng vậy. Cứ 10.000 năm nó mất, rồi 10.000 năm nó tồn tại, giống như bong bóng xẹp rồi từ từ nó cũng bơm lại, cũng y cái bong bóng đó. Giờ con hỏi tiếp. Con từng nghe thầy nói trái đất này tồn tại hay hủy diệt đều do loài cô hồn mượn thân người mà làm. Vậy tại sao cô hồn lại muốn phá hủy trái đất này? Vì khi trái đất này bị bệnh thì không còn ai đi cúng cho cô hồn ăn nữa. Nói đúng ra cô hồn nó không có tiếng cái hậu quả này đâu. Nhưng mà cái tánh cái con người thì nó có cái tham, rồi nó có cái tưởng. Vì thế mà cái tưởng này của hồn nó lợi dụng cái thân người để nó chỉ hủy diệt trái đất này. Là vì thí dụ con vừa khởi niệm giết người đó, cái con dừng là nó không chịu cho dừng, nó đẩy con đi theo để giết người đó, còn con gây cái quả. Thì bây giờ một cái người mà ở thế giới này mà còn có quyền năng nhất ở trong trái đất này,
tính ấn nút để tiêu diệt cái thằng kia. Mới vừa môn về cái tự nhiên là cô hồn nó điều khiển luôn à, cho nó tới ấn nút luôn. Rồi sao này, cái gì nó cũng phải được có trợ giúp của cái loài này đó. Cái loại này kêu mà cái nó còn làm được bất cứ cái gì đồ cái này chứ nhỏ là gì. Tất cả nhớ nhớ là tại làm sao mà ta gây án rồi sau đó người ta hối lỗi. Ủa tại sao tôi làm vậy, ta không hiểu được cái quy lực, cái hung, cái vô hình, chính cái vô hình nó đốc thúc để làm cho cái chuyện này. Có hồn là cái trợ giúp để con người thực thi cái này, thực thi theo thành trụ huệ diệt của trái đất. Cái thần, cái lời của hồn nó có nhiệm vụ này, nó là trợ giúp thực thi thành trụ huệ diệt của trái đất. Cái nhiệm vụ của nó vậy, chính nó, cái tánh của nó vậy thôi. Mình cũng không hiểu nổi lắm vì cái nhiệm vụ của nó phải làm vậy, thấy không? Mình cũng không đi sâu vào chi. Nhưng mà tất cả những gì làm xảy ra đều do của hồn ủng hộ hết, phụ mình hết. Có bởi vì con người suy nghĩ tưởng như một chút xíu ngừng, chút xíu phải tỉnh nhớ lại liền. Còn nếu mà không nhớ là đi luôn á, phải theo của hồn nó đẩy đi luôn á. Người ta nói dùng là thế giới này thừa nước đục thả câu là cái chỗ này, thừa gió bẻ măng là cái chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp. 10 đệ tử lớn của Đức Phật, trong đó có Ngài Mục Kiền Liên, sao gọi Ngài là Mục Kiền Liên Bồ Tát? Thì ông tên tu cái hạnh Bồ Tát. Bồ Tát là tu cái hạnh Bồ Tát. Bồ Tát là cái gì? Là con người gan. Có ai tu như ổng không? Ổng tu cũng luyện được thần thông là ổng nói gan. Người gan mới tu thần thông được, còn người sợ không có tu thần thông được. Phải luyện, tu luyện. Ta gọi là Bồ Tát. Nôm danh là ổng là Đức Mục Kiền Liên chứ không? Còn mấy ông kia là gọi là ông thôi nha. Vì Đức Mục Kiền Liên gọi là Đức Mục Kiền Liên, một cái dạy bộ gan dạ nhất ở trong trong cái 10 đại đệ tử của Đức Phật. Ông Mục Kiền Liên là cái ông gan nhất, dám sử dụng thần thông, gan tu liên thần thông mà chết bỏ mà sau cùng ổng được thành công. Nhưng mà một điều là sanh nghề tứ nghiệp, ổng sử dụng thần thông sau cùng ổng cũng chết về thần thông, sanh nghề tứ nghiệp. Rồi câu hỏi tiếp đi. Trái đất quay một giờ được 1.200 cây số như vậy, khi chung ấm thân bắt đầu đi ra khỏi lực hút âm của trái đất, chung ấm thân có phải dựa theo sự chuyển động của trái đất để đi ra hay không? Đúng là khi mà mất rồi mà cái mình không có cái phước đức âm á, thì đương nhiên phải dâng ra, gọi là dâng ra thôi, dâng ra đi ngoài sức hút âm. Mà nếu mình có phước đức dương thì nó nối tiếp đi vòng hoàng đạo 2, hoàng đạo 3. Còn nó không có, ta phải đi ra một cái rìa này. Vì thế mà vừa rời ra, người nào có công đức thì một vị Phật phải làm qua tiêu dẫn đi. Còn nếu không có Phật nó quay hoài. Mà nên nhớ rằng bất cứ người nào trong trái đất này mà có công đức rồi thì vị Phật bên Phật giới biết liền. Thì ta biết, ta canh, ta biết cả cái ngày giờ chết của mình luôn. Thì ta nương vào cái trung tâm vận hành luân hồi hải trường âm để đi vào đón cái thân này, đón vào cái vị này để ra cái ra ngoài cái dòng hút của hoàng đạo để mà dẫn đi về Phật giới, về trung tâm của hải triều dương. Vì Phật bên kia nhìn biết, vì Phật nhãn nó nhìn xuyên suốt mà. Còn các bầu hoàng đạo kia là điện từ âm dương vậy, nó chỉ cần xuyên qua cái không khí này nè, nó nhìn được cái không khí này, phải Phật nhãn mới nhìn được thôi. Chứ còn nếu mà điện từ âm dương thấy cũng không được, không bằng chỉ có Phật nhãn mới biết, thì mới biết được, mới kéo cái tánh Phật này về được. Rồi câu hỏi tiếp. Cô hồn quốc gia, cô hồn vùng và cô hồn thừa hành có nhiệm vụ khác nhau như thế nào? Thì cô hồn mà cô hồn quốc gia thì nó ăn theo thần chủ thế giới, nó là phó thần chủ thế giới đó. Rồi cơn hồn vùng cũng vậy, rồi cơn hồn địa phương nó cũng vậy.
Mà thường thường con hồn địa phương á, thì nó yểm trợ cho những cái vị thần thừa hành á, nên nhớ rồi. Còn mấy vị là trên á, ta thần, tại sao cái thần chủ thần chủ quốc gia nó thành lập cái gì, tạm lập đền phải không, còn cái thần dùng lập định rồi nó phân bổ cái thần điều hành. Có đúng là mấy cái ông lãnh đạo thần, lãnh đạo của hồn nó cũng rảnh lắm, mấy ông chưa có gì đem dưng hết à. Đừng có lo chứ đó. Bây giờ ở cấp nào thì lo cấp nấy, chứ không phải mà thần thừa dùng không, cái chuyện mà của thần thừa hành làm gì làm, chứ còn ổng không xen vô. Nó ổng chỉ lo cái nhiệm của ổng thôi, ổng lo cái đình thần dùng thì ổng làm sao linh. Còn nếu mà ổng làm không nổi á, ổng kêu mấy thần dùng á, mấy thần thừa hành á là phụ ổng để cho linh vậy thôi. Mà thứ nhất á, thần nó mệt, nó mắc nhiều công chuyện quá gì, nó kêu của hồn tới là của hồn làm liền. Bởi vì mình chết mình làm là làm cái của hồn linh nè. Bởi vì mình đang căn cứ vào á, thần thì thần là gì, tâm linh, linh thiêng là thần, còn hiển linh là cô hồn. Mình nắm vững cái công thức này thì mới tu theo đạo Phật không có sai. Đừng có thấy hiển linh rồi nhào lô đó mình lại đã dính rồi, dính với ổng á. Còn tâm linh, linh thiêng là để cho nó ổn định cái tưởng con người. Bây giờ con người mà không có chùa, không có nhà thờ, điên hết đó, thì cái người không tưởng á thì không điên. Mà cái ông tưởng rồi sao đây? Và tôi muốn lên trời ở mà không có cái đạo dẫn tôi lên trời, sao tôi sống nổi, thì nó điên. Vì thế mà thần phải lập ra cái đạo này để thỏa mãn cái tưởng của con người. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả. Ta muốn đi mà không cho đi không được, thì nó bắt buộc thần phải làm cái này. Vì thế mà đạo nó mới ra đời để nó ổn định cái tưởng con người. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy loài cô hồn có thường xảy ra tranh đấu để tranh giành quyền lực như giống như ở thế giới loài người hay không? Cô hồn thì nó có cái đẳng cấp, cô hồn nó không có tranh đấu đâu. Cô hồn bây giờ thí dụ nó đâu phải giống như mình mà giành nhà nhiều cửa to, nó không có chuyện đó. Nó đói nó lại nó ngửi cái xong rồi, chứ nó phải giống như mình ăn mà ngày mấy trăm gram, phải đúng mấy trăm gram, còn nó không xài cái đó thì nó không có tranh giành hết á. Cái nhiệm vụ của nó vậy thôi, chứ nó không có tranh giành gì thế giới với mình. Vì nó không làm mà nó không tạo cái gì hết thì nó không sợ bất cứ cái gì. Bây giờ nó muốn làm gì làm, đâu có ai bắt buộc nó tranh giành. Còn mình ở đây còn hơn thua mới tranh giành. Vì mình ở trong này có cái tưởng, cái tham mới hơn thua, mới giận. Còn có hổ đâu có xài cái này. Giống như bây giờ, giống như mấy con chim nó bay trên trời, muốn ăn đâu cũng ăn. Nó ngủ đâu cũng ngủ, đâu có giận như mình. Chứ đâu có giận mình đó nè. Cái nhà trăm thước chuông ông kia lấn hai thước, mình cự lộn. Con chim đâu có vụ này, không được, nó bay chỗ khác. Cái đó ta không có tranh giành, tại vì mình có sở hữu bằng vật chất mình mới có chuyện tranh giành. Đâu rồi có hỏi tiếp. Hiện tại đã hết giờ giải đáp và ban quản trị chùa Thiền Tông xin dừng cuộc giải đáp ngày hôm nay. Quý vị nào mà còn sót câu hỏi thì để lại kỳ sau hỏi tiếp.